Sáng nay mình học nếu được thì ráng được nguyên cái chư trọn vẹn cái chư 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 rừng chư chính là chư rừng, như vậy thì tốt quá. Nếu mà mình học nhiều như vậy thì có nghĩa là mỗi bài mình chỉ nói nhanh qua thôi, thì nó phớt qua thôi, thì phớt qua. Ok, cái chương đầu tiên, cái bài kinh đầu tiên của chương đó là bài kinh Viễn Ly, kinh Viễn Ly. Có một cái chuyện mà tôi nghĩ rằng tôi phải mất một chút xíu thời gian để nói ở đây. Bà con có nghe rõ không? Bà con có nghe rõ không? Để rồi. Đó là có những người đông râm mà tôi e rằng là cũng hơi có chút khó chịu, nhìn là chút khó chịu và có một chút phản cảm khi mà nhìn thấy trong cái chương này toàn là nhắc tới chư thiên, thì họ thấy nó có vẻ như quyền hoặc, nó có vẻ như là khó tin. Thôi thì tôi dành 3 nốt nhạc, thời gian 3 nốt nhạc để tôi nói về chuyện này. Ở đây chúng ta trên 18 tuổi hết, trên 18 tuổi hết, và tôi nghĩ tối thiểu là mình cũng phải có cái tu tài chứ. Nói tôi đông nước là cấp 3 đó, để mình biết một hai chuyện mà nó hơi sơ đẳng, hơi căn bản. Đó là vạn vật ở trong trời đất này nó có nhiều thứ, nhiều loại, và trong đó không phải cái gì mình cũng có thể dễ dàng thấy nghe theo cái cách thông thường. Thí dụ như mình thấy cái sự vận hành, cái sự tồn tại và cái sự vận hành của các cái hạt, các cái vi hạt vật chất như là điện tử, các cái hạt, các cái vi hạt vật chất như là điện tử, rồi quang tử, quang tử, trung tử, thì nó nhỏ lắm, cái sự tồn tại của nó và cái sự vận hành của nó, cái quỹ đạo của nó là nó cũng vận hành theo những quỹ đạo nhất định giống như mặt trăng, mặt trời, trái đất vậy. Và cái sự tồn tại, cái sự vận hành, cái sự hoạt động của những cái thứ vi hạt vật chất đó nó nhỏ đến mức mà mình có thể hình dung đi, mình hình dung đi, nói nó hơi khó nghe là tưởng tượng đó, tưởng tượng. Nhưng mà nó thật sự nó vẫn tồn tại. Rồi thì những cái thứ như những hình thức như những cái vi khuẩn, những vi trùng, vi khuẩn thì coi như là mình mấy cái thứ mà mình tạm gọi là cái loại vi sinh ấy, cái kia là vi hạt, cái này là vi sinh. Những cái loài nào mà mình thấy nó bắt đầu từ cái chữ micro đó, là coi như là mình chỉ phải sử dụng đến những cái phương tiện rất là hiện đại, rất là tối tân thì mình mới có thể thấy được. Và chưa hết, nó có những cái thứ vật chất trong đời sống thường ngày của mình ấy, mà cái trọng lượng, cái kích thước của nó cũng rất là nhỏ nhìn. Chẳng hạn như đây bà con thấy mình đi, mình mua gạo, mình mua thức ăn, mua trái cây, người ta cân bằng cái cân tấn, cân tạ, cân yến. Nhưng mà bà con mình đi vô cái tiệm vàng ấy, hoặc là tiệm thuốc bắc ấy, là mình thấy người ta có cân tiểu ly, người ta cân những thứ mà nhỏ xíu thôi, nhỏ xíu, nhỏ xíu. Những thứ mà coi như là để lên trên cái cân ký, cái kim nó không có nhảy. Đó là tôi đang nói từ từ cho thô dần như vậy. Có nghĩa là vạn hữu, vạn vật trong trời đất này nó có vô vàn những thứ mà chúng ta không có thể dễ dàng nhận biết bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng những giác quan thông thường. Thì cái chư thiên nó là một hình thức tồn tại của những cái thứ chúng sinh mà nó nằm ngoài cái khả năng nhận biết của mình, chỉ đơn giản vậy thôi, chứ không phải vậy. Và nếu có bị hỏi tôi thì
chư thiên là một của những cái chuyện mà đại loại tương tự như vậy, những chuyện mà siêu hình như vậy. Thì tôi trả lời thế này, hỏi tôi có hay không, tôi nói tôi không có thể chứng minh là nó có, nhưng mà tôi nghĩ chắc mình cũng không có cách nào chứng minh là nó không. Tôi được nghe kịp không? Không thể chứng minh nữa là có, nhưng cũng không thể chứng minh là không. Cho nên mình đừng có bác, mình đừng có bác. Thì thôi thì tôi chỉ rào đó, chỉ rào vòng nhẹ nhẹ mỏng mỏng vậy thôi. Tức là đối với những em có thì chút nghi ngờ, khi mình nghĩ về chư thiên, những vị nhân, những vị khuất ngoài khuất mặt ấy, thì chỉ nhớ chừng đó thôi. Đó là những cái dạng sinh vật, những loài chúng sinh mà nó chia sẻ không gian với mình một cách dễ thương nhất mà mình không có ngờ được. Bởi vì theo mô tả trong kinh có những cái loại chư thiên mà gọi là Samachitta, Samachitta Deva, có thể cộng sinh, tức là sống chung ha, cộng sinh hàng trăm vị trong một cái hạt đậu. Rồi Samachitta có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó có những cái nhóm, cái chuyện cũng đáng để suy nghĩ, những cái nhóm chúng sinh mà nó tạo nghiệp giống nhau, cái cách suy nghĩ nó giống nhau, tâm tư giống nhau, và cái hành động giống nhau, cái sở hành, cái hành trạng nó giống nhau. Thì khi mà nó sanh vào cái loài nào đó thì họ có thể cộng trú với nhau một cách dễ dàng. Rồi vì họ là sắc tế, họ là sắc tế, cho nên là họ có thể dễ dàng sống chung với nhau trong một cái không gian cực kỳ nhỏ bé, hạn chế, hạn hẹp mà chúng ta không có tưởng được. Và hôm nay chúng ta, tại sao tôi nói cái chuyện này quan trọng là bởi vì ai mà có đọc sách về hải dương học thì chúng ta mới biết là nó có những cái luồng, luồng cá hả, mà cái đường cá mình nó đi thành một khối tròn, có cái đường kính á, nó có cái đường kính là coi như là cả trăm mét vậy đó. Nói là các vị nghe kịp không? cái luồng cá cả trăm mét vậy đó. Tức là mình tưởng tượng hình dung nó là một cái khối tròn nhé, nó là một cái khối tròn nó có là một cái khối tròn mà cá trong đó toàn là cá không thôi. Thì cái ngành ngư nghiệp của Nhật là họ có những cái phương tiện máy móc, họ phát hiện ra những cái luồng cá này và họ đưa ra một cái đánh giá là cái luồng này đủ lớn để đánh bắt hay không, nguyên mẻ lưới vậy, là không biết bao nhiêu tấn rồi đó. Quý vị tưởng tượng một cái khối tròn mà có cái đường kính là coi như là cả trăm mét thì biết bao nhiêu là cá đúng không? Thì đó là những chúng sinh mà cái tâm tư nó giống nhau, cái sở hành nó giống nhau, rồi nó cộng nghiệp. Từ cái chỗ tâm tư nó có điểm giống nhau, sở hành nó có điểm giống nhau, rồi từ đó nó cái hạnh nghiệp nó có điểm giống nhau, thế là nó cộng nghiệp. Từ cái cộng nghiệp nó dẫn đến cái cộng sinh. Từ cái cộng nghiệp nó dẫn đến cộng sinh và cộng hưởng. Từ chỗ tương đồng nó mới dẫn đến sự cộng sinh, cộng nghiệp và cộng hưởng. Nhưng never là cộng sản. Nó từ cái chỗ mà cái sự tương đồng đó nó dẫn đến cộng sinh, cộng nghiệp và cộng hưởng. Đó, đại khái như vậy. Và mình thấy có những cái bầy kiến, bầy ong, bầy mối, có những cái loài côn trùng mà coi như là hàng triệu con mà nó có thể sống chung với nhau trong một không gian rất là hẹp. Đấy. Thì chư thiên cũng vậy thôi. Rồi các vị thấy như đó là bacteria hoặc mấy loại virus, nó có thể trong một bãi nước bọt là nó không biết bao nhiêu con mà nữa. Các vị mà có biết cái chuyện này mới lạnh sống, là trong cái bóp đầm, cái sắc tay của phụ nữ ha. Rồi thì ở trên cái bàn phím computer ha, thì cái số lượng vi khuẩn trên đó hoặc là trên những cái nấm cửa đó, là nó, nếu mà các vị biết được cái số lượng nó bao nhiêu là các vị coi như là lạnh sống luôn. Cái sắc bầm cái bóp
cái bóp đầm á, cái sắc tay phụ nữ là những thứ mà hiếm bao giờ được người ta làm vệ sinh á, nó hiếm khi nhất là đồ bằng da, còn bằng vải thì có ai mà nghĩ đến chuyện giặt nó bao giờ. Mà nhất là dân có tiền nó xài cho nó đã rồi đem luyện luôn, cho nên nó dơ kinh hoàng. Mà trong đó là cái số lượng mà chúng sinh trong đó là nó lên chắc là cả 800 cái chung cư mình cộng lại cũng chưa bằng. Ok, tôi lạc đề một vòng để tôi giải thích lượng về chữ thiên. Có những khi tôi giải thích thẳng, có những khi tôi chỉ kể cho các vị nghe những số chuyện để gợi ý thôi, mà nó tính gợi ý, nó tính định hướng. Rồi bây giờ xong rồi, bây giờ mình vô bài kinh này. Thì các vị biết rằng là cái đời sống của chúng ta luôn có sự dòm ngó, và đôi khi là sự chăm sóc, đôi khi là cái sự phá rối của vô số cái loài chúng sinh mà mình không thấy, một cách vô tình hay hữu ý. Đời sống của mình luôn có sự can thiệp vô tình hay hữu ý, tích cực hoặc là tiêu cực, của vô gián tiếp hay là trực tiếp, gián hay là trực, vô tình hay hữu ý, tích hay tiêu cực, từ vô số chúng sinh khác. Đây là cái lý do tại sao mà Đức Phật ngày dạy mình ấy, phải sống chánh niệm, phải sống an trú cái tự tâm, là vì 800 lý do. Trong đó lý do đầu tiên là mình quân tập công đức, phát triển hạnh lành và trí tuệ để chứng thánh. Đó là lý do thứ nhất, là mình phải sống thiện, sống chánh niệm và sống từ tâm, từ mạnh nhé. Nhưng mà nó còn có lý do thứ hai nữa, là khi nào anh sống trong tỉnh thức thì yêu thương nhé. Chỉ có trong tỉnh thức yêu thương thì anh mới hạn chế được những cái động thái, động tác mà có cái nguy cơ phương hại đến chúng sinh khác. Đấy, thí dụ như mình hất tạt nước sôi, đào cây, nhổ cỏ một cách không cần thiết, đại khái như vậy. Bởi vì nó có chung quanh mình đó, tại vì nếu mà những cái hành động, những cái động thái, động tác của mình mà nó có thể ảnh hưởng đến chuyện rất là dễ hiểu, rất là khoa học. Mình nhổ nước bọt, mình búng một tàn thuốc, rồi mình ném một cái miếng giấy, một cái bịch ni lông, mình nghĩ nó không có đáng gì, nhưng mà tưởng tượng trong một phường, ấp, quận, xã mà mỗi người cứ nghĩ rằng không đáng gì, rồi ai muốn làm được thì làm, mà cả một cái địa phương, cả một cái tỉnh thành, cả một đất nước cũng rất là bình thường. Và trong kinh Đại Bát Niết Bàn thì Phật thầy dạy rằng ai mà có cái lòng thương tưởng, nghĩ nhớ đến chư thiên bằng thiện tâm thiện ý thì chư thiên cũng sẽ nghĩ tưởng lại với họ, về họ bằng cái thiện tâm thiện ý, thiện chí, bằng cái tình thương, bằng cái sự chăm sóc. Đó là trong kinh Đại Bát Niết Bàn được dạy như vậy đó. Thì mình sống trong một cái tâm hồn đẹp hướng về chúng sinh thì tự nhiên là mình sẽ nhận được những cái phản hồi rất là đẹp từ chúng sinh. Muốn người ta cư xử với mình ra sao thì mình phải cư xử với người ta như vậy. Và chúng ta phải tin một chuyện là nó có một cái từ trường nhất định, có một cái từ trường, có một sự ảnh hưởng rõ ràng lắm giữa mình với người khác, và cũng như từ người khác đối với mình. Mình đừng có tưởng là mình có cái ác tâm ác ý trong lòng không ai biết, nhưng mà nếu cái ác tâm ác ý trong lòng mà nó diễn ra trong nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm thì nó sẽ tạo ra một cái từ trường xấu tác động xung quanh mà mình có lẽ không ngờ được. Và hôm nay người ta có làm những cái thử nghiệm rất là độc đáo, đó là sự kết hợp của những cái nhà tâm lý học, những cái nhà vật lý học. Người ta xét thấy rằng là nó có một cái sự ảnh hưởng, nó có một cái sự tác động nhất định từ một con người đối với cây cỏ. Thí dụ như cái người chơi lan ấy, mỗi phá thì khi mình đến gần cái cây đó đó, nó có những cái phản ứng sinh học mà mình không ngờ được, mình gọi là những phản ứng sinh học. Những phản ứng sinh học mà mình không có ngờ được, mà các vị có lẽ là không có tin, nhưng mà tôi tin gì đó, những phản ứng sinh học tức là tự nhiên ấy, là
nó khiến cho những cái tế bào thân lá cành nhánh củ rễ của nó đối với mình nó có những phản ứng khác so với cái người mà từng chăm sóc nó. Ở đây vấn đề là nó phải là tâm thức, vấn đề rất là khoa học, đó là vấn đề từ trường thôi. Thì ở đây cái vị này khi sống một mình tu hành rất là đàng hoàng, nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng có những cái tư tưởng mà nó hơi thế tục. Cái chữ liên hệ gia đình ở đây đó, cái chữ gia đình ở đây đó thì chúng ta biết rằng trong kinh đó, cái chữ gia đình đây là ngày bên trong là dịch như vậy đó, chứ còn trong tiếng Bali thì là ghê hát là cái nhà ấy. Gihanisita có nghĩa là thế tục hay là xã hội. Còn nghĩa rộng hơn nó có nghĩa là cuộc đời là trần thế. Cái chữ Gihanisita là liên quan, liên hệ. Cái chữ Nisita là liên quan, liên hệ, y cứ. Cái chữ Nisita nó có nhiều nghĩa, là tùy thuộc, là liên hệ. Thì một cái người hành giả giàu là cư sĩ hay là xuất gia mà cứ sống nghĩ những cái chuyện này, chuyện kia, giá như bản thân tôi thì tôi có một chút thôi, một chút ưu thời vẫn thế. Thì tôi nghĩ về dân tộc, về đất nước thì tôi có một chút cảm hoài, có một chút khó chịu, ưu tư khi mà tôi nhìn về cái tình hình đất nước. Mình tạm gọi là những vấn đề chính trị đó. Chắc hai mấy hôm nay tôi quan tâm nhiều vấn đề biểu tình dân chủ ở Hồng Kông, quan tâm đặc biệt sâu sắc. Là bởi vì trước đây không lâu là vấn đề của Bangkok, Thái Lan, rồi bây giờ thì vấn đề của Hồng Kông, thì tôi mong tình hình của châu Á ngày một khá hơn, châu Á nói riêng và thế giới nói chung. Tôi mong hai chuyện, chuyện thứ nhất là người dân các xứ biết kỷ luật dân chủ và biết hành động dân chủ đấy. Và tôi cũng mong rằng từ cái chuyện đó nó tạo ra một sức ép tích cực lên những nhà cầm quyền để cho họ phải thay đổi cách nhìn và thay đổi cách làm việc. Chứ còn cái chuyện vinh thân vì gia, sâu dân mọt nước, bán cả cái quyền lợi của dân tộc, đất nước, đại chúng, quần sân, thì mình đổi lấy một chút tiền bạc cho vợ mình đi thẩm mỹ, cho con mình đi ăn nhậu, mua xe, thì tôi thấy cái đó nó vừa giả mang mọi rợ mình, nó thiếu tính người quá đi, chỉ vậy thôi. Chứ còn thật ra những cái suy tư như vậy nó không có tốt cho một cái người tu hành mà có lý tưởng giải thoát nha. Tại vì nó là thuộc về ghi hay nó sẽ phải, thì cái vị mình quen miệng kêu là vị chư thiên, nhưng mà thật ra đã nói chư sao mà là một được, đã nói một vị chư thiên mới được nha. Không thể nào mà là ở đây là mình gọi là một cái vị thiên nhân hoặc là một vị phi nhân hoặc là thọ thần hoặc là sơn thần từ chỗ thôi. Chứ còn chư là nhiều, tối thiểu là từ hai trở lên. Thì trong tiếng Bali á, cái chữ nhiều á, tiếng Bali là nhiều là aneka, có nghĩa là ác cộng với chữ a hoặc chữ an nha, chữ an thì dễ ha, chữ an cộng với eka, nghĩa là không phải là một thì gọi là nhiều. Đó, chữ aneka trong tiếng Bali á là nhiều, mà chữ aneka nó gồm có hai phần, đó là chữ an và chữ eka. Mà an này cộng với eka được nghĩa là ani cả, có nghĩa là không phải một thì gọi là nhiều. Eka là một, eka là một cái vị tỳ kheo đó, sống bằng cái nội tâm như vậy đó, thì đây là cái việc cần nhắc nhở. Cái bài kinh này đó là kinh đầu tiên, nên tôi dành dần nó nhiều chuyện ha. Thì ở đây nó mở ra cho mình nhiều vấn đề lắm, là mưa rơi xuống từ trên trời không phân biệt nơi chốn, nhưng mà không phải nơi nào mà bị ướt nước mưa thì nó cũng được nhận những cái lợi ích. Ví dụ như cái sân xi măng thì nó mưa xuống nó làm cho sạch thôi,
cái tấm ni lông mưa xuống liền chỉ làm cho sạch thôi, hoặc là làm cho ướt thôi. Nhưng mà một miếng đất mà đã được dọn những cỏ gai rồi đã gieo mầm đàng hoàng thì mưa xuống để làm cho cái hoa quả nó phát triển. Còn nếu mà một miếng đất còn chưa mà đầy cỏ dại mà chưa được dọn dẹp thì mưa xuống chỉ để phát triển cỏ dại thôi. Thì mình cũng vậy, chung quanh mình là bao nhiêu chúng sinh, chung quanh mình có biết bao nhiêu bài học để mình học, nhưng mà nếu mà mình không có khả năng đón nhận những bài học đó thì mình chỉ là cái tấm ni lông hay là cái xanh xi măng mưa xuống một cái quớt thôi. Thì chung quanh mình có thể là chư thiên, hoặc có thể là nhân loại, có thể là sách báo, có thể là một chiếc lá vàng, có thể là một con chim, một con gà, một con bò gì đó, bất cứ hình ảnh nào, bất cứ câu nói nào của thiên hạ cũng thể là, cũng có thể là một bài học hay cho mình, nhưng mà mình không cảm nhận được là bởi vì cái lòng mình nó không có mở ra, nó không có sẵn sàng. Cho nên Đức Phật này có dùng cái một cái hình ảnh rất là đẹp đó, là cái đạo bất tử đã, cái cánh cửa bất tử đã mở ra, ai có mắt hãy nhìn, ai có tai hãy nghe, có trí hãy suy nghĩ là vậy đó. Thì ở đây mình thấy cái vị tỳ kheo này cũng phải sống sao đó mà để được cái vị thiên nhân như người ta mới có lòng để nhắc nhở. Chứ còn mình mà chơi rơi gỗ đá là ai thèm nhắc. Mỹ có một câu đó là không ai mình thèm đá cái đầu của con chó chết hết. Là kỹ như vậy đó. Mỹ có cái câu là không ai đi đá đầu con chó chết, có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó là cái xác chết rồi thì nó không có tác dụng nữa. Chỉ có người, có nhiều người, tôi nói hoài, có nhiều người chết rồi mà chưa chôn, có nhiều người chôn mà chưa có chết là sao? Chết rồi mà chưa có chôn nghĩa là mình sống mình không có khả năng học hỏi, không có khả năng chia sẻ, sống mình không có đem lại lợi ích gì cho ai, sống mình không có đóng góp. Sự sống của mình nó chỉ là cái sự góp mặt chứ không phải là cái sự đóng góp. Và cái chết của người như vậy nó chỉ là cái sự vắng mặt chứ không phải là sự mất mát cho đời. Thì sống như vậy thì quan phí một kiếp người ha. Trên khi mình sống làm sao đó, mình có thể cùng một lúc mình là một thầy, người thầy giỏi để dạy người khác, hoặc là mình có thể là một người trò giỏi để học người khác, mình có thể là người bạn tốt cho người khác, mình có thể là một đại dương cung cấp cái hơi nước cho thế giới, mà cũng là cái chỗ để thu nhận những nguồn nước của thế giới đó. Đời sống như vậy cũng là tuyệt, biết cho và biết nhận. Đấy, đời sống như vậy là đời sống theo chánh pháp, có khả năng cho và có khả năng nhận. Và Trang Tử có nói cái chỗ thấp nhất trên mặt đất chính là biển, và chỗ mênh mông nhất trên trái đất cũng là biển. Vì biển thấp nhất cho nên biển đón nhận hết. Thì trong bài kinh này tôi muốn mình sống sao mà mình phải đón nhận được những cái hay, cái đẹp từ nhân gian ha. Thì cái vị tỳ kheo này phải sống sao đó mà để chư thiên người ta, mình phải để bụng người ta nhắc. Và mà có người mình sao đó mà khi người ta nhắc thì mình ăn kim lợi lạc từ những nhắc nhở đó nha. Cái đấy, cái bài kinh này nó sâu chỗ đó đó, chứ không phải đơn giản kể chuyện có một ông sư tu tào lao rồi cái có người ta nhắc. Không phải đơn giản như vậy đâu, nó sâu lắm, nó sâu lắm. Cái là anh phải dọn đất những cái nào đó để mưa xuống anh mới được lợi lạc nha. Rồi thêm chuyện nữa là mình phải có được cái khả năng sao đó mình mới bắt được cái tần số, cái làn sóng của những bậc hiền trí được đó. Mình sống làm sao mà chư Phật hiền thánh ra đời, mình gặp các ngài đó mình được lớn liền. Còn sống làm sao mà giống như cái ông đồ tể Trung Đá trước cái chùa Kỳ Viên mấy chục năm, mà chư Phật chư thánh đi ra đi vô mòn đường, mà cái ông đồ tể này còn suốt mấy chục năm cũng chẳng có hề nghe được một câu pháp cúng dường bố thí, được một cái lá cơm, một cái muỗng cháo nào hết, thì uổng lắm. Chứ quên có một chuyện nữa là tôi để ý nó nhiều sách Phật tiếng Việt, hoặc là nhiều vị pháp sư cứ kể chuyện ông đồ tể Trung Đá này, có câu này nói hoài mà biết cái vị nó có để ý hay không. Cái đó là ông đồ tể này hành nghề trước cũng chùa 55 năm. Các vị tưởng tượng Đức Phật thành đạo, Bồ Tát thành đạo xong thành Phật trụ thế độ sinh được cái 45 năm rồi. Đấy. Thì cái chùa Kỳ Viên đó, thì theo trong kinh nói là được hình thành rất là sớm, được cúng dường, được xây dựng rất là sớm.
tôi nghĩ là cũng có thể là 40 năm thôi. Đấy. Mà cái ông này đó là ông hành nghề 55 năm thì có nghĩa là ông phải hành nghề trước đó, hoặc là kéo dài sau khi Đức Phật Niết Bàn, hoặc là ông hành nghề trước khi ngài thành đạo. Đấy. Thì như vậy đó, thì mình kể đó, con số 55 là đúng chứ không có sai, nhưng mà khi mình kể thì mắc gì mình phải nói là 55 năm trời vẫn không đi chùa. 55 năm trời vẫn không cúng dường. Mình cái thành này là mình phải bớt lại. Bởi nãy cái mình để ý, nãy từ gì đó là mấy chục năm thôi. Vì Phật ở Chùa Kỳ Viên thì chỉ có bao nhiêu, Phật ở Chùa Kỳ Viên thì chỉ có 19 năm ở Kỳ Viên. 19 năm ở Kỳ Viên cũng không có liên tục nữa. Cho nên đó là mình phải nhớ cái chuyện nhỏ này này. Và có nhiều giáo sư giúp đỡ kể chuyện kê trùng kinh, mình cứ thì kể, mình cứ kể tùy thích á. Mình kể chuyện mà thì Xá Lợi Phất người đến người thăm bệnh một cái ông đau phủ, được cái ông đau phủ đó, ông cảm chứ bình thường mình mới sợ, nhưng mà lúc mà mình sắp đi đó thì mình một là tiếc nuối, hay là sợ hãi, hoang mang nghi hoặc biết đi về đâu, rồi sợ này sợ nọ. Thì khi mà ngày Xá Lợi Phất đến thăm bệnh ông thì ông sợ lắm, ông con cả đời giết người cũng sợ quá. Thì ngài mới hỏi thế này: ông chuyện mà ông giết, ông chặt đầu người ta là tự ông hay là có ai kêu biểu sai khiến ông không? Tại nó vậy không có là lệnh vua, đó là cái quy định của pháp luật, thì hả phạm tội thì mình phải người ta phạm tội rồi đã được quy án rồi, đã được xử án thì mình cứ theo đó mình chặt thôi, chứ con đâu có mắc mớ thì hứng thú gì mà con đi chặt đầu người ta. Thì người ta nói nếu mà không phải do ông mà là do người khác hả, thì tại sao không phải sợ? Chứ ngài không có nói là không có tội. Nhưng mà nhiều vị pháp sư kể thế này là các vị để ngài nói thế này là nếu mà ông không phải là ông chặt thì ông không có tội đâu, nó là do lệnh vua mà. Chứ ngài không phải là không có tội, có chứ. Dầu có an ủi trấn an phủ dụ người ta gỡ nào đến đó, nhưng mình cũng phải nói cho nó chính xác. Ngài không nói là không có tội, mà ngài chỉ là đừng có sợ, bây giờ ông đâu có không có tự ý ông chặt đâu. Đây là những cái chuyện nó hơi lạc đề, nhưng tôi cũng thấy cần tôi nhắc vậy đó. Thì đại khái về kinh này là như vậy, cũng là chỉ đi theo sống sao đó mà để nhận được cái sự giúp đỡ, cái sự nhắc nhở của người khác. Và vấn đề nó phải dừng lại ở đó, mà người ta nhắc mình xong đó, mình có được cái lợi lạc gì hay không, mình có chấp nhận, mình có nhận xét rồi mình có sửa đổi hay không, cái chuyện này là một chuyện khác nữa. Đấy, thì cái lời giải thích này cho bài kinh đầu tiên cũng là lời giải thích chung cho những bài kinh sau nữa của chương này. Có nghĩa là những bài kinh sau cũng có nội dung tương tự như vậy. Có nghĩa là một vị tỷ kheo nào đó trong đời sống có một cái vấn đề nào đó, hoặc là do chư thiên họ hiểu lầm nữa cũng có. Thì khi họ hiểu lầm mình thì họ cũng nhắc nhở. Cho nên có những vị trong đây, có những bài kinh trong đây đáng để cho mình suy nghĩ. Có cái vị thiên nhân nó nhắc, nhưng mà không biết là cái người mà mình muốn nhắc này nè lại là một vị A-la-hán. Cho nên sẵn ở đây mình học được một bài học nữa, thì đừng cứ nghĩ rằng phi nhân họ có thần thông thì cái gì họ cũng biết, đó là tôi không chắc. Vì bằng chứng trong đây có nói rõ mà, có những vị trong đây là A-la-hán mà cái vị đó không, cái vị thiên nhân đó, họ không biết vị này là A-la-hán, cho nên họ vẫn nhắc đó. Cho nên có nhiều khi mình cứ nghĩ là có thần thông, có tha tâm thông là cái gì cũng biết, là cái đó không được nha. Mình học kinh là nó có cái lợi là những khi mình nó mở ra cho mình những vấn đề mà mình đã hiểu lầm, hoặc là có những mình nó soi rọi những vấn đề tồn nghi mình trong lòng mình đã từ bao lâu nay, hoặc có nhiều cái mình một là hiểu sai, hoặc là hai hiểu chưa có tới, chưa đủ sâu, chưa đủ rộng, chưa đủ đúng. Đấy. Thì nó gần đúng thì nó suýt đúng, thì nhờ nghe, nhờ học, nhờ đọc thêm mà mình có thể kịp thời bổ sung và sửa chữa những chỗ cần thiết là vậy đó. Rồi qua cái bài kinh thứ hai nhé. Bài kinh thứ hai là bài kinh Sanh Sắc Hậu Hạ. Đây, bài kinh Sanh Sắc Hậu Hạ. Các vị để ý giùm tôi nhé. Để ý giùm tôi nhé. Bài nào không có câu kết bằng văn xuôi thì bị tỉ kheo trong kinh đó là la hán.
Cứ nhớ ra trong chư này thôi nha, à, trong chư này thôi, chứ đừng lấy câu này mà đi đi áp dụng cho mấy kinh khác á, thì tôi câu giữ trách nhiệm nha. Tôi ớn nhất là bà con mình có cái màn mà nhớ mình nhớ mình nhớ mình nhớ lộn cái đó là hại bạn nha, mình nhớ là mình hại bạn trong cái bài kinh, trong cái chương này thôi. Là những cái bài nào mà không có câu kết và văn xuôi, câu kết và văn xuôi là sao? Có nghĩa là vị tỷ kheo ấy khi mà được nhắc như vậy tâm hết sức xúc động đó, thì cái vị đó có thể là tu đồ ẩn, có thể như ngày nay thì khi mà được nhắc như vậy thì người cũng tâm hết sức xúc động. Mà trong chú giải có nói thêm xúc động nên là sao, có nói cái này xúc động nên là sao, xúc động nên là sân quê gác mà bà đi, có nghĩa là động tâm nghe, có gì nghe nói xong có tàn có quý, nhớ lại chuyện mình phải làm nhé. Rồi cái út ta bắt người đi dần trở nên tinh tấn hơn, rồi ta ra mới quê càng sống chuyên cần độc cư hơn, mắt ghi bác và đi bên hồn hành đạo chuyên tâm hơn. Phải nó hiểu rõ như vậy, chứ không phải xúc động là nghe người ta nói là mình sốc, mình thấy quê thì mình tự ái thì không phải. Mà xúc động là động tâm và nỗ lực hơn, phải có cái đó nữa, phải nỗ lực hơn. Thì cái bài kinh thứ hai này là vị a la hán nha, vị a la hán khi mà ngài mỏi mệt, vị la hán chỉ có cảm giác mỏi mệt của thân xác, không có trạng thái tâm lý biến lười mê ngủ, nhớ nha. Chỉ có đó thôi. Thì cái trạng thái đó tâm lý gọi là ca giác đa ra thác, ca giác đa ra thác là cái sự mệt mỏi cần nghỉ ngơi của thân xác. À, người học Adida mà thì cũng nên biết cái chữ Pali này, để khi giảng với người ta đó mình nói, nhất là mình tiếp xúc với những người quốc giáo đó, mình nói vậy là họ biết liền, biết là dân trong nghề đó, nói ồ vì a la hán chỉ có cái đa giác đó rất thật, chứ không có cái thi nó mất thật là hôn thủy nha. Thì nó mới thấy là hôn thủy là hôn trầm thủy miên nha, không trong tự nhiên thì ở lá không có. Thì hai cái này đó là gì, là sự buồn ngủ, sự lờ đờ, sự mơ màng của tâm lý, rồi cái sự thích ngủ, cái ngủ ngon và khó chịu khi mà phải ráng thức. Thì cái vị a la hán không có cái này, không có cái thấy ngủ ngon, rồi không có sự thích ngủ, không có cái sự mà bực mình khi phải thức sớm hơn mình muốn. Thì vị a la hán không có, bị cái đó gọi là hôn thủy. Cái đó là cái mà nó tạo ra cái sự lười biếng, tạo ra cái sự thích ngủ, tạo ra cái sự bực dọc. Nhưng người riêng vị a la hán thì có, ngày chỉ có cái đa giác đó là thật, chỉ ca cái đa, chỉ ca giác đó là thật. Tôi nghĩ là cái sự mệt mỏi của, cái sự mệt mỏi cần nghỉ ngơi của thân xác thôi. Phải nhớ cái đó nha. Thì bây giờ mới nằm ngủ, mình ngủ một chút, nhưng mà chỉ có thinh văn thôi, chỉ có thinh văn và độc giác mới có giấc ngủ dài như người bình thường. Và toàn giác à, thì phần lớn thời gian nghỉ ngơi là nhập thiền chỉ hoặc là trú niệm. Còn tâm của phần nghe phá văn nhá chỉ xen kẽ với số lượng nhiều hay ít mà thôi, không đủ tạo nên cái gọi là giấc ngủ. Thì cái này tôi giảng mà tại vì mình giảng cái Adida thì tôi cắn răng tôi giảng, chứ còn tôi cũng không có tin là trong đây bà con trăm người đây nghe hết thì đó tôi không tin. Nhưng mà bây giờ tới chỗ này bắt buộc phải giảng chuyên môn mà nói vậy thôi. Có quan giá là cái tâm này, cái tâm chủ quan ấy, tâm hữu phần ấy,
hoặc là tâm hổ kiếp, có người xài cái từ cũ của từ hổ kiếp. Thì cái tâm này nó nói là nó hơi dài, nó là tâm quả từ quá khứ. Và nói năm nay là khi mình tạo một nghiệp thiện, nghiệp ác gì đó, thì nó tạo ra hai cái quả. Một là quả tái tục, tức là cái tâm đầu thai đó, tâm tái sinh ấy, cho mình đi có này có kia. Rồi cái quả thứ hai của nó là cái quả bình sinh. Từ cũ thì dịch là bình nhật, nhưng mà tôi thích gọi cái chữ bình sinh hơn. Bình sinh là lúc mình còn sống đó. Thì cứ cái đời sống mình, đời sống tâm lý mình nó theo Tùng A Di Đà nói đó. Thì nó là một chuỗi dài của vô số sát na. Khi nào có cái cảnh từ bên ngoài ấy, mình biết cảnh từ bên ngoài như cảnh sắc, cảnh thinh gì đó, thì nó xuất hiện một cái loại, một cái process, một cái loạt tâm, một cái tâm lộ trong kinh là quyết thi ấy, tối đa là 10-17, mà tối thiểu là chỉ có 3-4, tức là chỉ có rung động là hết, 3-4. Chỉ có rung động hoặc là thêm cái nó là thay ý rồi hết, để cảnh quá nhỏ, cảnh cực nhỏ hết. Để nói chung là khi nào mà có cái cảnh cần biết thì tâm khách quan nó xuất hiện để nó biết. Còn nếu không có cái cảnh từ bên ngoài đó, thì lúc bây giờ cái tâm hữu phần là cái tâm mà tâm đầu thai của mình lúc bây giờ đó, nó không phải là một nha, mà cái nó tồn tại một sát na rồi nó diệt, tồn tại một sát na rồi nó diệt. Thì lâu đầu đời mình á thì nó đóng cái vai trò là tâm tái tục, nhưng mà sau đó nó mới biến mất, chỉ trong một sát na là biến mất. Đấy, thì cái loại tâm tương tự như vậy nó xuất hiện, đóng cái vai trò là hữu phần, để nó chiếm phần lớn thời gian trong đời của mình. Cứ khi nào mình ngủ, mình ngất xỉu thì nó xuất hiện, còn không nữa thì nó xuất hiện xen kẽ giữa các tâm lộ khách quan để mình biết cái biết ngoại cảnh. Tôi giảng như vậy là các vị nghe rất là bẻ óc rồi đó, biết con gái nhưng mà kẻ là tôi lỡ rồi nó luôn nha. Cái gái như vậy thì đối với cái vị độc giác rồi thinh văn và tất cả những người còn lại thì có thể do mệt mỏi, nếu mà phạm phu thì còn có vụ hôn trầm nữa, thì do mệt mỏi hoặc do hôn trầm người ta có thể cái tâm của cái loại tâm này nó có thể xuất hiện hàng giờ hoặc là nhiều giờ hoặc là một ngày hai ngày liên tục, để tạo nên những cái cơn hôn mê sâu hoặc là những giấc ngủ sâu hoặc giấc ngủ ngắn. Nhưng riêng đi vào cái nắng giác thì không, cái thời gian mà những tâm hữu phần này xuất hiện ở các ngày không có đủ nhiều để gọi là một giấc ngủ. Mà các ngày chỉ nghỉ ngơi, chỉ nghỉ ngơi bằng cách là nhập thiền chỉ hoặc là nhập thiền quả hoặc là trú niệm, chỉ vậy thôi. Thì cái vị thiên ở đây nhìn thấy cái vị tỳ kheo này nằm ngủ như vậy đó. Thì vị này không biết, quên con chuyện cũng phải nói thêm là đối với cái người tiến nhanh ấy, thì cái khoảng cách giữa hai cái tâm lộ, cái tâm hữu phần xen kẽ nó ít. Cái bài hỏi cái ít là bao nhiêu thì nó bất định. Trí càng nhanh ấy, thì cái khoảng cách, cái số lượng tâm hữu phần mà xuất hiện giữa trong cái khoảng cách giữa hai tâm lộ này, như Đức Phật ấy, chỉ có 3 thôi. Còn những cái vị như ngày Sa La Phất, ngày A Nan thì còn có thể đếm được, nhưng mà cái người bình thường thì đếm không được. Nhưng mà cái trí càng nhanh thì cái số lượng càng ít, mà trí càng chậm thì cái sát na hữu phần xen kẽ càng nhiều, cho nên thời gian suy nghĩ nhau lâu hơn, chậm hơn. Còn cái người kia thì cái thời gian cái gọi là trí chậm là bởi vì nó nhiều, còn trí nhanh thì cái số lượng tâm hữu phần ít hơn, cho nên thời gian nó ngắn hơn, thì nó nghĩ nhanh hơn, suy nghĩ nhanh hơn. Thì cái vị này nhìn thấy vị tỳ kheo ngủ như vậy, vị này có cái ý trách là tại sao mà ngài có thể nằm ngủ như vậy. Và tôi cũng phải nói thêm là cái bài kệ này nè, nó có một cái vị bản gần giống như vậy, mà nó bắt đầu bằng chữ Uttha Thanissidatha Ko Attho Sukhite Navo. Và đây là Ko Attho Sukhite Navo. Còn cái vị bản kia đó là Ko Attho, cái kia là Uttha Thanissidatha. Khi nào mà nói cho số nhiều thì Uttha Thanissidatha hãy thức dậy, hãy ngồi dậy nhé. Ko Attho Sukhite Navo, số nhiều. Xin các vị hãy thức dậy, hãy ngồi dậy, ngủ như thế có lợi ích gì?
Atura Nanikadanda đối với người mà đang bị bệnh á, bị bệnh chứng bệnh thiền, chứng bệnh thì thiền não thì ngủ gì là mất thì giờ, chỉ làm kéo dài thời gian sanh tử thôi. Nhưng mà ở đây thì phải kể y chang như vậy mà lại sửa thành số ít, nhưng mà có sửa là chẳng những sửa số ít mà còn lại sửa một hai câu ngắn ngắn. Thì ở đây chỉ là út thể thích khu kinh xề xí, hãy thức dậy. Sư gây sư là thích khu, sư gây sư là thức dậy. Kinh xề xí nằm việc để làm cái gì? Xe xe tí là nằm ngủ á. Kinh xe xí là câu thứ hai hả? Ngủ để làm cái gì? Cô quá thô sụp tê nó tê. Ngủ để có lợi ích chi đâu. Còn cái kia là số nhiều. Mà tại sao tôi lại đi lại nói bài kinh kia làm chi? Tại bởi vì cái bài kia đó, trong kinh tập, hả? Số tí nét bạc hả? Là bài kinh rất là nổi tiếng của Tích Lan. Mà có một số chùa Tích Lan buổi sáng, thay vì họ đánh chuông, dạ cho cái vị nào mà lớn giọng á, đọc cái bài kinh á, đọc lớn lắm cho cả chùa nghe, giống như la vậy đó. Ô đa đa ni si đa đa cô a đô du vi ti na vu, đọc lam sùm như đó. Mà nghe rất là xúc động. Cái này tôi chỉ đọc báo đọc sách tôi biết, chứ tôi chưa nghe ngoài, tôi chưa tin tiếng Lan nghe. Nhưng mà tôi biết có một số chùa như vậy, họ la như vậy đó, giống như là hô canh vậy đó. Ô đa đa ni si đa đa cô a đô du vi ti na vu, một thay thì là tiếng chuông của này là lời để cảnh tỉnh, một lời nhắc nhở cho người ta nghe, ta hết hồn mà đúng. Bản thân tôi không phải là hành giả, không phải là thiền sư, mà những khi mà tôi khẩn cấp mà tôi cần thức dậy khó chịu lắm. Nhưng mà thời gian gần đây, mình mấy năm gần đây, tôi cứ nhớ chuyện mình sống được bao lâu, nhớ được nghĩa là nó tỉnh liền, chỉ có một cách thôi. Cứ mỗi lần mà mình giả dự mình ham ngủ, mình ngủ ngon quá đi, mà đến buổi giảng tôi không nghĩ đến Phật tử, tôi không nghĩ đến trách nhiệm, tôi không nghĩ đến gì nữa. Mà lúc chỉ đó chỉ có một cách mà tôi tỉnh, tôi nghĩ là mình còn sống được bao lâu là nó tỉnh liền. Bởi vì các vị biết là một phần ba cuộc đời mình là ngủ mà, dễ sợ như vậy. Tại vì mình thấy là 20 năm đầu đời của mình là trẻ người non già, ăn chưa no lo chưa tới. 20 năm đầu đời là coi như cúng chùa mới xài được gì hết. 20 năm tiếp theo là đi học, là tôi học trung học, tôi tính là thời gian nếu mà đi học, học đại học rồi ra nghề rồi làm lụng kiếm tiền á là 40 rồi. Rồi 20 năm tiếp theo đó là mình sống được có 50 thôi, có nghĩa là chuẩn bị hưu, tức là 40 tới 50 là chuyện là giai đoạn đó là hưởng thụ rong chơi đó, mà nó giảm dần rồi. Đó, như vậy thì trong đời mình là mang tiếng là 70 năm, 80 năm, thành ra chỉ có 60 năm. 60 năm đầu đời đó, thì 20 năm đầu là mới kể. Chỉ còn được có 40 năm giữa thôi, tức là từ 20 tới 40, tức là 60 năm. Còn từ cái 61 trở về sau thì còn, cũng cúng chùa nữa, không có xài. Trong 60 năm đó mình tính một ngày mình ngủ bao nhiêu. Nếu mà mình tính được thì khiếp lắm. Cho nên cái vị thiên này nó mới nhắc đó. Đối với một người đang bị bệnh, đối với một người đang bị trúng tên, đối với một người đang sinh tử, thì giấc ngủ nó chỉ là mất thời gian thôi. Chỉ là mất thời gian. Kéo dài những cái thời gian sinh tử thôi. Nhưng mà vị đó không hề biết rằng cái người mà mình nhắc nhở chính là một vị A-la-hán. Nhưng mà dù sao, thì bài kinh này cũng rất là đáng để chúng ta suy gẫm. Đúng là vị A-la-hán không có cần những lời nhắc này chút. Nhưng mà đáng để mình suy gẫm thì gọi là giấc ngủ của mình. Mình đang có mặt trong một giấc ngủ lớn thì mình muốn tỉnh dậy thì mình phải bỏ đi những giấc ngủ nhỏ. Nhớ như vậy, đang có mặt trong giấc ngủ lớn thì muốn tỉnh dậy đấy phải từ bỏ giấc ngủ nhỏ. Rồi xong bài kinh thứ 2, giờ qua bài kinh số 3. Bài kinh số 3 này đó là bài kinh tâm sự của tôi. Tâm sự của tôi tức là ngài Kassapa Gotā này, ngài sống trong rừng. Nãy giờ tôi có lo giải thích không, tôi không giải thích bài kệ này chú giải cũng không có nói gì đặc biệt. Giờ tôi trở lại bài kệ đầu tiên nha, xin lỗi. Giảng cái này hay kỳ, nhưng mà kể cái bài kể đầu tiên có hình ảnh rất là đẹp.
tức là cái vị trời để nhặt cái vị kheo đó, là mình á, giống như mình người xuất gia giống như một con chim vậy, mình làm sao mà tất cả những cái hạt bụi của trần gian, những cái phiền lụy của trần thế này, nó đối với mình chỉ là những hạt bụi trên cánh của một con chim thôi, thì như vậy mới là tốt. Đó, cảm ơn. Ừ, như vậy mới là tốt. Chứ còn nếu như mình là một con heo mà trong cái chuồng, con trâu, con bò trong cái vũng sình á, mình để cho những cái dơ mà nó đối với mình mà nó nặng nề như vậy đó, à, nó nặng nề mà nó nhiều như vậy đó, thì nó quá tệ. Mà về cái vị trời này nhắc, nó bị vị keo đó, là ngài là người xuất gia, ngài là một cánh chim, thế nên ngài làm sao mà tất cả những phiền lụy đó với ngài nó chỉ là một chút bụi trên cánh chim thôi. Thì thấy mà con chim này nó nhỏ, mà cái lông vũ đó, nó vốn là gì, waterproof, không dính nước, cho nên nhiều lắm á là nó chỉ dính bụi thôi. Các vị mình biết lông vũ mà, lông vũ nó phải là he, nó coi như là nó không có thấm nước, rất là tốt. Cho nên á, mà đã vậy á, mà con chim nó lại bay lên trời nữa chứ, nó phải dưới đất, trên đó gió thiếu gì, đã không có bị dính nước, có nghĩa là những loại cái dơ mà tôi sợ là cái dơ nào ướt ướt á, nên cái dơ nó là khó tẩy rửa, chứ cái dơ khô tôi không sợ, bụi tôi không sợ. Mà đã vậy, cái bản chất của cái lông vũ là nó kỵ bụi kỵ nước, à, rồi sao nữa, con chim nó lại bay lên trời chỗ nhiều gió nữa, ừ, trên cái khả năng mà nó dơ không có nhiều, à, thì hình ảnh nó rất là đẹp. Tức nghĩa là mình là người xuất gia, mình làm sao mà những cái hệ lụy của cuộc đời đối với mình, thứ nhất là phải ít, mà thứ hai nữa là nó phải dễ giải quyết. Đó, ít phải dễ giải quyết, phải ít và dễ giải quyết. À, cái hay của cái ví dụ đó là nằm cái đó, làm sao mà một đời tu những cái vấn đề về phiền lụy của nhân gian nó phải càng lúc càng ít dần và phải dễ dàng dễ giải quyết. Rồi cái bài kệ thứ hai thì là sự nhắc nhở là cái ngủ ha. Cái bài kệ này tự đọc hiểu, không có gì đặc biệt. Tỷ kheo hãy thức dậy, sao ông hãy còn nằm, ông được lợi ích gì trong giấc ngủ của ông? Người bệnh, người bị trúng tên, rồi người bị đánh, thì làm sao mà có thể cam tâm đành lòng mà nằm ngủ mà không có lo chữa chạy đại gái như vậy? Thì một người vì lòng thương xuất gia thì đừng có để cho cái sự mê ngủ nó làm mất thời giờ của mình, chứ để ngủ chinh phục. Tại vì quý vị biết, tôi được biết nhiều và rất nhiều trường hợp cái giấc ngủ đó là cản trở đời sống tâm linh của mình rất là nhiều. Ở bên thụy sĩ thì cũng biết một cái chị Phật tử, chị nói với tôi, chị cứ nói là chính giấc ngủ là một trở ngại lớn nhất khi mà chị đi tu thiền ở bên Miến Điện. Chị nói khí hậu nóng lạnh chị chịu được, thức ăn thì tâm nguội khó nuốt, cay lạc, nhiều đường nhiều muối, chỉ rồng chịu được. Rồi chỗ ở dơ thiếu phương tiện chị chịu được, chỉ có một cái thôi mà bắt chị dậy 4 giờ như vậy em nói cũng hơi khó ha, khó. Còn mình thấy ngày như ngày của Huyền Liên trong kinh đó, vì ngày cái định của ngày nó mạnh, trên trước khi ngày đắc quả lá ngày gì thường bị cái chứng hôn trầm rất là nặng, và chính Đức Phật là những người đã hướng dẫn cho ngài cái cách mà để đối trị cái hôn trầm, và sau đó chính Đức Phật hướng dẫn ngài một liên từng bước để mà chứng thiền và luyện thông. Thì cũng buồn ngủ trở ngại lớn ha, thì ngài mới trả lời, ngài trả lời thì tự cái đọc thì không có gì khó hiểu hết, thì ngài xác nhận đúng, người nói đúng, nhưng mà đối với người như ta thì chẳng có tệ như vậy đâu. Rồi bây giờ qua tới bài kinh Kaspakata, tức là ngài Kaspakata thì ở trong rừng rồi thì ngài có thấy một cái ông thợ săn, mà ông sát săn như vậy đó, thợ săn mà đuổi thú rồi tùm lum hết, săn bắn rồi máu me rồi thịt thà tùm lum, thì ngài thấy như vậy thì ngài nghĩ rằng cũng để giúp ông. Nãy tại sao tôi nói là tâm sự của tôi, là bởi vì cái tâm sự của tôi là cái vị trời đó, nghe là nói đúng. Thì vị này thấy cái vị trong chú giải mới nói là vị trời thấy cái ngày cách phái phát tác, thấy cái cách phái
mất thì giờ giảng cho một cái người mà trơ trơ như đá không chịu nghe. Trong đây có nói rõ cái này là ổng ổng đang đi săn thú lung rừng đó. Nay nghịch cung tên, ông gặp ngài thì ngài mới khuyên ông nói là sát sanh như vậy đó gọi là pa na pi pa tu na mi sa pa san va ta ni ku áp pa cho các san va ta ni ku. Sát sanh như vậy là a pa cho san va ta ni ku là con đường dẫn đến sự sa đọa, áp pa cho các san va ta ni ku là dẫn đến sự yếu thọ. Thì ông đừng có làm ma e va ru băng cắt cái la cầm bằng câu ấy, đừng có tiếp tục tạo cái nghiệp ác như vậy nữa. Thì cái ông thử săn đó, ông vì cái lòng tôn kính ga ra vi mà toa ông đứng lại xô tung đã thô ráng mà nghe nghe ngài nói. Ông vì lòng tôn kính thì ông đứng lại và ông ráng mà nghe, nhưng mà lúc đó thì sao, nghe thì nghe nhưng mà panasa chích tăng panasa, nhưng mà trong tâm ông thì sao, asukatha nang nigo gato pavisati, ở đằng kia có nai kìa, đằng kia có thú hả, tập tâm năng gan toàn cái đó, mình tới đó mình giết nhé, rồi xong rồi thì mang sang kha đi toa xe sang ca chế na đa cho gan toàn của thực tiệt tu sẽ xả ní, phần nào ăn để ăn, phần nào đem bán đem về nuôi con. À, ông đứng ông nghe ngày ngày nói, nhưng mà cái đầu ông thì cứ lo lãng vảng nghĩ chuyện vậy. Thì cái vị trời biết được cái cảm giác đó, biết được mọi sự, biết cả cái lòng tốt của ngài, biết cả cái tâm tư của cái ông thợ săn. Cho nên ảnh ông mới dùng một hình ảnh rất là sống động. Ông nói trời đất ơi, còn lại ngày như vậy nói, cái người vậy nói không có hiểu đâu. Bây giờ đó mà ngày giống như là ngày có cầm 10 bó đuốc mà người ta không có thèm nhìn bởi người ta không có mắt thì cũng vậy thôi. Cũng giống như cái sàn xi măng mà có mưa xuống, tấm ni lông, tấm bạc, tấm dù mà bằng mình gãi bằng nhựa mà mưa xuống thì cũng rớt quớt. Bây giờ người ta không có mắt thì bây giờ mình ngày có cầm 10 cái đuốc thì người ta chỉ thấy nóng thôi chứ người ta không có thấy được gì hết. Và biết tôi nói hoài các vị có nghe hay không, tôi nói mình sống làm sao mà người ở gần mình người ta nghe mát thì người ta nghe lạnh, mình sống làm sao mà người ở gần mình á người ta thấy ấm thì người ta thấy nóng, thấy nực. Biết các vị nghe kịp không? Người ta thấy gần gũi cho nó thấy chật chội. À là vậy đó. Đây là những cái đáng nhớ. Sống sao để người ta ở gần mình ta thấy mát cho nó thấy lạnh. Sống sao người ta thấy ấm chứ người ta không có thấy là nóng thấy nó nực. Sống sao mình ta thấy người ta thấy sáng sủa chứ người ta không thấy bị chói mắt. Đó, cái đó là cái đặc biệt đó. Không sao mà ta thấy sáng sủa cho người ta thấy chói mắt. Để có nhiều khi làm cho ta chói có nghĩa là sao, có nghĩa là cái cách nói của mình, cái cách sống của mình làm cho ta thấy khó chịu. Nhưng mình đọc kinh mình thấy ngài Sa Lạt Phất ngài đúng, ngài Sa Lạt Phất ngài nói với đệ tử, ngài làm cho đệ tử ngài thấy mát, thấy ấm, thấy sáng. Chứ còn ngài Ca Diếp thì ngài làm cho đệ tử một là thấy lạnh, hai là thấy nóng, còn ba nữa là thấy chói. Đúng là mình chỉ làm cho nó thấy sáng là được rồi, mình sôi rồi cho nó thôi, chứ làm cho ta chói nó ta thấy được. Không phải là nghề dở, nhưng mà tại vì một là cái kiểu như vậy đó, cái kiểu. Cái thứ hai nó phải là cái sự thiện xảo, thiện xảo trong cái tâm người thì như ngày ngày cái giúp sao bằng sẽ phát được, sẽ phát được trong kinh gọi là sắp tới sanh ma. Sắp tới sanh ma có nghĩa là sao, có nghĩa là giống giúp mình đứng hệt bậc đạo sư. Thì dĩ nhiên đây là một cách nói hơi cường điệu, nhưng mà mình hiểu ngầm như vậy là Sattasama có nghĩa là ngài là người duy nhất mà được cái chữ này Sattasama. Và chính cái Phật ngài cũng xác nhận là Sa Lợi Phất ở đâu thì cũng giống như ta ở đó. Thì chính ngài cũng biết có sự khác biệt chứ, nhưng mà gần giống như vậy. Gần giống như vậy. Sa Lợi Phất ở đâu thì giống như Như Lai ở đó vậy đó. Và lúc mà ngài sẽ mà ngày nghe Đức Phật ngày nói là năm nay Như Lai đã 55 tuổi, trong sinh hoạt Như Lai cũng cần có người giúp đỡ, Như Lai cần một thị giả, các tỷ kheo hãy chọn cho Như Lai một người. Thì ngài Sa Lợi Phất ngày là người đầu tiên ngày đứng lên, ngày mới quỳ xuống ngày xin Thế Tôn cho con được làm cái việc đó, được làm thị giả cho Thế Tôn. Thì Đức Phật nói không được, Sa Lợi Phất ở đâu thì giống như Như Lai ở đó, như Sa Lợi Phật sống ở đâu
đem lại lợi lạc chúng sinh ở đó, giống như ta vậy đó. Sau phát biểu như là một cái điều thiệt thòi cho chúng sinh nơi khác. Hai người như mình không thể ở chung một chỗ sẽ làm với gì đó làm sự thiệt thòi cho chúng sinh muôn loài. Về đó ngày Mục Liên Đức Phật cũng nói như vậy. Mục Liên ở đâu thì cũng giống như Như Lai ở đó. Tại vì phải nói cái trí tuệ của mình sẽ là Phật nổi trội, nổi bật, đặc biệt quá. Mình cái hình ảnh của ngày Mục Liên bị mờ đi một ít. Thì thật ra theo Đông Kinh mô tả đó, thì hai vị này là 90 nha. Hai vị này là 90, nói về cái 90 là sao? Tức là cái số lượng mà tâm ngũ phần ấy. Cái số lượng tâm ngũ phần mà xen kẽ các tâm loại của hai vị này giống nhau. Cái trí tuệ nhanh và dĩ nhiên thì có những cái sức hiểu biết là sẽ phát được có điểm hơn, nhưng mà cái thiền định dĩ nhiên có điểm này kém hơn người Quyền Liên chứ. Nhưng phải nói là hai vị này là xích soạt nhau đó. Mà bên Bắc Tông thì chỉ tán thán người Quyền Liên chứ ngày coi nhẹ ngày sẽ lại phát. Trong kinh Di Ma họ chửi ngày không còn nước ngon nữa, mình hiểu tại sao. Còn nhà Quyền Liên họ chỉ tán thán ngày có một cái thôi là thợ khen phò mã tốt áo. Tôi nghĩa là ngày một Quyền Liên ngày có bao nhiêu cái pháp tánh là thù thắng vi diệu, muôn ngàn ức triệu phạm thiên không bằng cái gót chân của ngài. Vậy mà họ cứ là tối ngày ăn là cứ đẩy hiếu thôi. Họ cứ khen ngày có cái vụ đẩy hiếu mà tu đạo quần là đã đẩy hiếu. Bởi vì cái tánh tri ân là tánh của thánh nhân. Cái lòng tri ân là lòng của thánh nhân, cái hạnh lành của thánh nhân, phàm phu cũng có, đúng không các bạn? Thánh nhân là vô địch về cái lòng tri ân. Trung đạo quần đã lên là cái lòng tri ân. Bởi vì trung chú giải nó rõ rồi. Nói gọn từ trung đạo quần không gọn. Thân kiến hoài nghi với cầm thủ. Nhưng mà nói rộng thì trung đạo quần không có còn bốn pháp thiên vị. Là vì hành xử, vì ghét, vì thương, vì sợ. Và tu đồ quần không còn bỏng sẻn nữa. Cái phần này phải học thêm mới biết. Còn học anh thì làm mà học chung chung mình chỉ biết cả ba thôi. Mình chỉ biết là tu đồ quần không còn thân kiến về ghi giám thủ là nó cái chánh. Nhưng thật ra trong hành xử tu đồ quần không còn bốn pháp thiên vị. Có nghĩa là hành xử vì ghét, vì thương, vì sợ. Và tu đồ quần cũng không có còn cái tâm bỏng sẻn nữa nha. Và đặc biệt là cái hạnh, cái tánh tri ân của tu đồ quần là mình không có ai mà sẵn sàng. Chỉ có thánh nhân với nhau thôi. Tánh tri ân. Bởi vì đó, lòng đại tri ân mà như vậy thì lòng là hiếu thảo của vị tu đồ quần thì cũng kể đến mức nào nữa. Cho nên cái nói mà khen vị A-la-hán đại hiếu là khen phò mã tốt áo nha. Bởi vì ngay cả vị chánh đẳng chánh giác mà đối với cha, đối với mẹ của mình ngài còn cư xử như vậy thì nói gì là đệ tử của ngài nha. Cho nên mình khen ngài một người liên đại hiếu thì giống như khen phò mã tốt áo vậy. Khen phò mã rồi văn võ song toàn, khen cái gì có chí lớn, có quan điểm chính trị thông minh, ví dụ như vậy thì ai khen phò mã áo đẹp, nhưng khen cái đó là thừa. Ok rồi, bây giờ mình qua cái bài kinh khác. Qua bài kinh khác cho nó đỡ chán nha. Và bài kinh là kinh đa số hay là du hành ấy. Cái bài kinh này được Bali gọi là Sampohula, gọi là phần đông. Bài kinh đám đông. Ok, thì bài kinh này kể chuyện một nhóm tỷ kheo. Các vị còn nghe rõ không? Dạ rồi. Một nhóm tỷ kheo đến nhập hạ an cư mùa mưa trong một khu rừng, rồi sau đó đi bỏ đi chỗ về chỗ khác. Đời sống của tỳ kheo ngày xưa là như vậy đó, không có cái chuyện mà chọn cái trụ xứ nào đó như ý ở suốt đời. Cũng có chứ phải không, nhưng mà rất hiếm. Phần lớn là các vị liên tục thay đổi chỗ ở là vì nhiều lý do. Một là cái điều kiện sinh hoạt của ngày xưa nó không giống bây giờ. Bây giờ có chùa, có nhà bếp, nhà kho, có tiền chợ, có sổ sách, có tiền bạc. Nói chung là có cái hậu phương, hậu cần, có cái hạ tầng cơ sở vững chắc. Nó có một tổ chức rất là xã hội, cái tính xã hội rất cao. Nhưng mà ngày đó thì, ngày xưa thì không có. Ngày xưa chùa chỉ là cái chỗ qua đêm của chư Tăng thôi. Phật tử thương thì cho chăn mùng, đệm chiếu, ghế giường. Rồi thôi, chứ trong chùa không có nhà kho, nhà bếp, nhà trù, nhà khói là không có. Không có đầu bếp nấu ăn, xưa là có chuyện đó. Cái việc chờ tôi một giây thôi. Uống nước nhiều quá.
Alo, các vị còn nghe không? Ở đây nó có một cái chuyện quan trọng. Đó là từ nãy thì chúng tôi có nói đó, là nó có nhiều lý do để mà một vị tỳ kheo hồi xưa sống ở đời du hành á. Thứ nhất là cái chùa chiền ngày đó nó không có cái tổ chức như kiểu mình bây giờ, mình gọi là hạ tầng cơ sở đó, là không có giống. Hồi xưa chỉ là chủ ngủ qua đêm. Thứ hai nữa đó là không, ngày xưa Chư Tăng bên Ấn Độ không có bị những cái ràng buộc về pháp luật theo cái cách của mình bây giờ. Ví dụ như bây giờ mình có giấy tờ, chắc ngay cả bên Mỹ lâu lâu mình cũng phải là nảy kia liên hệ tới cảnh sát, tới pháp luật vân vân, đi đứng cũng phải đi có giấy tờ vân vân. Nhưng mà ngày xưa đó thì cái chỗ ở của Chư Tăng là không có bị ràng buộc đó. Ví dụ như bây giờ thì nhiều lý do quý vị có thể nghĩ ra. Bây giờ tự nhiên một vị sư mình đang ở Đồng Nai được 3 tháng được cái chuyển lên Sài Gòn ở 3 tháng thì khó, bên Sài Gòn không có chỗ chứa. Nhất là ở mấy thành phố lớn là không có mở rộng cửa cho mấy vị ở ngoại thành, ở tỉnh ngoài về, thí dụ như vậy. Còn ở đó tất cả đều là sống ở trong rừng, hoặc sống ở ngoài nông thôn nhiều. Và những vị ở trong chùa không có được những quyền lợi như là những người bây giờ, những như Chư Tăng bây giờ Chư Tăng mà trụ xứ thường trụ ở chùa lớn, ở phố lớn thì cái quyền lợi rất là nhiều, rồi ở ngoài tỉnh đi vào thì không có được như vậy, ví dụ như vậy đó. Từ đó thì có cái sự chia sẻ nó ít đi. Ngoài xưa thì cái người thường trụ và cái người tạm vé không có sự khác biệt nhau gì quyền lợi. Cứ mà sáng là sắp bát đi giống nhau, rồi tối về cũng có một cái chỗ nào đó mà ngã lưng, chứ không hề có một cái vấn đề quyền lợi ở đây. Cho nên cái đó là cái thứ ba, là những cái việc thì theo nguyên thủy, cái lý tưởng rốt ráo của họ là tu hành giải thoát. Và trong Trung Bộ Kinh rất là thầy dạy rằng, ở nơi nào mà biết rằng thiện pháp lui sụp thôi, mà ác pháp và bất thiện tăng trưởng, thì việc tỳ kheo lập tức phải ra đi, dầu phải ra đi trong đêm, và dầu không được những cái sự đồng thuận của thầy tổ cũng phải ra đi. Còn nếu ở chỗ nào mà cái thiện pháp nó phát triển, thì dầu có bị xua đuổi cũng phải tìm mọi cách để xin được ở lại. Đó là cái tinh thần đấy nha. Hôm nay tinh thần đó hầu như không còn nữa. Hôm nay chúng ta lắm tiếng đắng ná một nơi nào đó vì lý do nào đó, chứ không phải là vì cái lý do tâm linh, cũng vì cái lý tưởng giải thoát nữa nha. Nhiều và rất nhiều những lý do xã hội có, vấn đề cá nhân có. Cho nên từ những vấn đề xã hội phải qua vấn đề cá nhân, vấn đề tổ chức cơ sở đấy, từ những cái đó. Cho nên nó mới dẫn đến việc mà xưa Chư Tăng sống du hành. Tại sao bài kinh này tôi dừng lại cái chỗ này, tôi nói nhiều là bởi vì mai mốt tôi sẽ không nói nữa, nó một lần thôi. Tại sao có chuyện Chư Tăng nó đi nhiều quá là như vậy đó. Hồi xưa là vì một số lý do này, có những ràng buộc về xã hội, có ràng buộc vấn đề trụ xứ, và cái điều cuối cùng là lý tưởng ngày xưa là sự rốt ráo trong tinh thần tu học. Hãy nói như vậy, sự rốt ráo. Chúng ta hôm nay đọc lại cuộc đời của Ngài Chan Mun, tức là Ajahn Buddhadatta, là sư phụ của Ngài Chan Cha, rồi thì bản thân Ngài Ajahn Cha, rồi Ngài Chan Lin, học trò của Ngài Chan Cha. Chúng ta sẽ thấy ra một chuyện đó là các vị thời tuổi trẻ, các vị cũng là tuổi trẻ tu tập rất là nhiệt thành, niềm tin rất là thuần cố, rất là vững chắc. Cho nên các vị đã thực sự không có bị ràng buộc bởi một trụ xứ, một quan hệ tình cảm giao, không có quan hệ liên lạc với cư sĩ nơi nào hết. Và các vị liên tục dời đổi chỗ ở chỉ vì một lý do là nhu cầu tinh thần. Mà hôm nay những người như Ngài Chân Quân, như Ngài Chân Cha thì không còn nữa. Còn hôm nay mình tìm một chỗ ở nào mà nó có nhiều quyền lợi. Rồi, bây giờ cho vô bài kinh này. Trong chú giải nói rằng các tỷ kheo ở trong cái bài kinh này nè, là toàn là những vị tinh thông Phật pháp, xuất tâm chí ca, tức là giỏi giảng kinh, rồi á phí thâm như ca, tức là duyên về a tỳ đàm, tức là
rồi cái gì nữa, vinayakara, vinayakara, đổi luật, đó, cả, tức là trong cái nhóm thì khác là toàn là long tượng hộ pháp không đó, nghe, tức là phả ngũ xứ quang minh đỉnh á, cũng giỏi không, còn dương tiêu đi tạ tốn không, cho nên là các vị cứ thay phiên nhau mà thì sức dễ, chứ trong chú giải thầy có được, thì cứ chú tăng nhá, từ trưởng lão cho tới cái vị nhỏ nhá, xíu thì nó có thay phiên nhau sức phát, chắc là còn thiếu dữ không mà, cho nên là thì mấy sư phụ đi hết rồi đó, là để là khoảng trống không sao lấp đầy. Nãy tôi có nói với các vị gần nhớ không, tức là có những người họ còn sống ở trên đời này, cái sự sống của họ nó chỉ là cái sự góp mặt chứ không phải là sự đóng góp, cho nên mai này họ chết hay là họ ra đi thì cái sự chết hay là sự ra đi của họ nó chỉ là cái sự vắng mặt chứ không phải là cái sự thiệt thòi, không phải là cái sự mất mát của chúng sinh. Cho nên mình sống làm sao mà người ở gần mình họ thấy mát, họ thấy lạnh, họ thấy ấm, họ không thấy nóng, họ thấy gần gũi chứ không thấy chật hẹp, họ thấy sáng sủa chứ không thấy bị chói mắt. Rồi sao nữa, mình sống làm sao mà cái sự có mặt của mình nó là sự đóng góp chứ nó không phải là cái sự chen lấn. Và cái sự vắng mặt của mình nó là một sự mất mát cho người khác, chứ nó phải chỉ đơn giản là cái sự vắng mặt là một cái sự dư chỗ, không phải. Thì các vị thì nghe là đã sống đúng cái tinh thần đó, sống đúng cái tinh thần đó, có nghĩa rằng thì là các vị đó đã, các vị đó đã để là một khoảng trống quá là mênh mông khi mà ra đi. Cái đẹp đẹp, cái đẹp của bài kinh hình thành cho đó, anh sống làm sao mà sau lưng anh là một khoảng trống khó lắm đầy, chứ anh sống làm sao mà khi anh đi rồi để làm cái chỗ trống mà thiên hạ mơ ước thì làm được. Để làm chỗ trống mà thiên hạ mơ ước làm được, mà phải là để mà lại một chỗ trống u buồn, để một nỗi nhớ không tên mới được. Thì tôi kinh này phải nói giúp được cái này như vậy. Thì cái lời đối đáp rất là hay. Cái vị trước thì nó trách mà một than buồn những vị đó giờ đi mất. Cái gặp thứ hai đó là rất là thương, họ đi ma cách tha, họ đi cuộc sống lao, và một số vị ấy đi đến xứ Bát Cha, nhưng nay bảy sập chạy nhảy khắp bốn phương, chỉ theo phong nhạc của sống giải thoát như vậy. Đó là tinh thần của Phật giáo truyền thống, tinh thần của truyền thống. Và hôm nay chúng tôi lạc đề một chút, là một lát nữa các vị nghe giảng xong các vị chạy vô trong online internet đi tìm với các bạn là Trường Cát Cá Linh Giác của Trúc Thiên. Thì cái này là bài thơ, bài trường ca thôi, nhưng mà cái bài trường bài thơ của ông Trúc Thiên, ông mô tả là cuộc đời của vua A Dục, trong đó có đoạn ông nói về chiến tranh trong đời Bồ Tát. Tôi rất là thích khi mà ông vua A Dục ông thấy được cái sai của ông trong cái mộng tranh bá đồ vương, ông gọi là quyết định từ bỏ kiếm cung thương giáo để mà ông trở thành một Phật tử. Thì ông có một lời phát nguyện là gương giáo đó sẽ là chung là tượng, thân tâm này sẽ là bát lại, đây chồi bồ đề, đây ngọc xá lợi, đây ba tạng pháp bảo đó, trẫm cung kính cao về chứ đại đức, đấy muôn đời thông điệp của từ bi. Tôi rất thích cái đó. Rồi ánh đạo vàng từ kinh kỳ ra hải ngoại, nói liền lục địa với trùng dương, pháp nào chẳng là pháp Phật, tâm nào chẳng là tâm thương, mở ra thì đạo mở muôn đường, khép chặt lại thì bắt từng mảy bụi, ai ngàn xưa mở núi, ai ngàn sao hành hương, nhớ chân trong nhiệt quần dương, bóng người hộ pháp lòng khuôn Phật Đà. Cái đoạn cuốn rất là hay, nó mô tả cái quá trình, cái hành trình mà đi quần tháp của chư tăng rất là đẹp. Nhưng mà chỉ quần tháp không thì không phải đẹp, mà bản thân mình phải là những cánh chim, phải là những cánh chim thì mới là đẹp. Chứ còn đi quần tháp mà có từng túi là không đẹp. Ok, qua bài kinh tiếp theo là bài kinh Ananda. Kinh Ananda là kinh này câu chuyện xảy ra ngay sau khi Đức Phật viên tịch chưa lâu. Đó, cái bài kinh này nha, các vị còn nghe không? Ok, tức là trong chú giải nói rằng là sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn chưa có lâu, thì Ngài Ananda
Ngài đi đâu cũng bị người ta bu quanh hết. Người ta nhìn Ngài, người ta nhớ Đức Phật. Người ta bay quanh, bắt đầu người ta hỏi. Người ta hỏi tất cả những gì người ta muốn hỏi về Đức Phật, về những ngày cuối đời của Đức Phật. Thành ra tâm lý mình cũng vậy thôi. Như mình thương một quý vị thầy của mình, rồi tới lúc mình mà thầy đột ngột mất, đó là mình gặp ông thị giả này, của ông thầy mà tôi như điều mà tưởng nhất hạnh và tưởng tượng tưởng từ mà mất đi. Bây giờ mình về làng Mai, hoặc mình về Trúc Lâm thì viện mình gặp lại thầy kẻ thì chú Nguyệt ha, thầy chú Nguyệt thì mình rất là thương. Còn mình về mình gặp nó sư anh sư chị ở làng Mai, làng Hồng mình Pháp, thì mỗi lần mình gặp mình nhớ là bóng dáng cái giọng nói của thầy thì thương lắm, thương lắm. Ở đây cũng vậy, khi Đức Phật thành tập rồi đó thì bà con cứ mỗi lần nhìn nghe này nó khóc. Trong chú giải nói rõ lắm, tại vì ở đây tôi mặt chính thì tôi nói làm chi. Tôi đây nói buồn lắm. Xô là ngã nan hả? Bà kêu bà tôi bắt cái gì bà đang mà nè nhé. Giữ lấy y bác của Thế Tôn. Cô sẽ là rập thăng gần tâm hay khách mê rơi nhau và sẽ đến sống ở một khu rừng ở xứ Khô Sa Lát. Rồi mỗi ngày thì y căng ga mình bao cái xứ đi vào làng hết thực. Thì người ta mới hỏi, người ta nhìn Ngài, người ta hỏi là phân tê, Ananda, thưa Ngài Ananda, tâm hay bất bê sắp tha ra sắp thiên Ngài, các sắp thái ngày xưa thì Ngài đi với Thế Tôn. Ách chá, y, các ca, a, các ta, bây giờ còn có một hình, một bóng thôi. Cả hăng, sắp tha răng, các bê tôi, a, các ta, Ngài để Thế Tôn ở đâu rồi, Ngài bỏ lại Thế Tôn ở đâu rồi. Y đà ní, các sắp bắt tới chi, và đang gây tôi, thì mình sẽ đọc thật. Bây giờ những y bác đó Ngài cầm, Ngài cầm đi về đâu? Thế Tôn không còn nữa. Các sát muốn khô đó năng đâm ta cặp tăng đây ta. Bây giờ thì những ngày xưa thì mỗi sáng ngày cũng nghỉ cũng dùng tâm rửa răng rồi nước rửa mặt mỗi ngày. Thế Tôn bây giờ thì ngày làm việc, ngày còn làm việc đó mà làm cho ai nữa? Bà biết về nên xong mất cho ta. Bây giờ ngày còn làm sao còn gì để ngày quét phòng của Thế Tôn nữa? Rồi thì họ khóc. Họ khóc. Quá toa nói vậy rồi bà biết về bên xuống hè nhau mà khóc. Thì Đức Phật ngày ngày ngã nay ngày nói là ma a hồ sô sô cho ta đừng có buồn, ma bri đề cho ta đừng có khóc. Anicca sankara, chuyện đời là nó vô thường như vậy đó, đại khái như vậy. Thì cứ như vậy mà nó cứ diễn ra hết chỗ này, nó đi đâu cái chuyện cũng diễn ra hết. Thì cái có một cái vị thiên nhân nhìn thấy cái này mới khó chịu, mới suy nghĩ thế này, mới suy nghĩ nó trời đất ơi, Ngài đã biết ngay lúc này tới chỗ đám đông áp vô mà Ngài không chịu tránh, mà Ngài cứ đi tới chỗ đó như vậy là một bà phiền. Cho nên ông mới nói thế này, ông nói Ngài đã lựa đời sống viễn ly rồi. Trong Bali cái câu rất là hay, trong Bali rất là hay, rút ca mu lấy cái hành năng và sắc kia, bà chọn lấy cái gốc cây làm cái trụ xứ rồi. Nếp ba năng hay là Jasmine Opia đã để nếp bàn vào tim rồi. Đã để nếp bàn vào tim rồi. Thì kinh tê pilipilika karasati, thì có lợi ích gì khi mà Ngài phải trả lời những cái câu hỏi mà trời ơi tào lao của thiên hạ như vậy. Pilipilika pilipili cặp tha là những chuyện tào lao, những chuyện tào lao. Mà nó hay nói tiếng Anh là title, mà mình nhìn qua thì nó giống như cái chữ tào lao vậy đó, đúng không? Tôi nhìn cái nó rất là giống như tào lao, có nghĩa là nó cũng có chữ T, chữ L đó, cái title. Còn kia là tiếng Việt là chuyện tào lao, những cái nó lạ nó giống nhau lắm, cái là chữ tào lao. Pili Pili Katha là chuyện tào lao. Thì Ngài Anan lúc ngày ngày mới là bị tu đầu quần thôi. Mấy hôm sau đó thì Ngài mới đặt vào là thế. Lúc này Ngài là bị sơ quả tu đầu quần nhé. Thì nghe như vậy Ngài sốc, thấy xúc động. Thì Ngài quyết định là sẽ lui về sống một mình, chứ không có gặp gỡ những người này nữa. Thì mình đọc cái này mình mới thấy là mình đã sống ra làm sao. Mình nói mình hành giả, mình nói mình tu tập cho được năm một ngày như vậy, cái thời gian mà mình dành cho Phật pháp, cho những suy tư, cho chánh niệm nó không có nhiều, không có nhiều lắm. Và phải nói rằng thì là
ngày xưa mấy chục năm về trước, bây giờ tôi già rồi, tôi có quyền nói mấy chục năm, nghĩa là tôi mặc cái áo này hôm nay là 35 năm rồi, tôi làm về chùa 35 năm. Ngày xưa tôi thấy cái trong năm cái ác khẩu đó, trong đó có cái tội mà nói lời vô ích, tôi coi thường lắm. Tôi nói cái đó thì nói vô ích thì tôi hiểu được cái nghĩa mà đại khái như là chỉ tào lao, nó chỉ bực thì giờ, nhưng không phải, không phải, không phải. Cái tội nó nặng kinh khủng lắm, cái tội nó nặng lắm. Có nghĩa là anh á, cái đầu anh sẽ suy nghĩ cái chuyện tào lao thì anh mới nói ra cái điều tào lao. Và trong những cái tào lao đó, nó có những cái đề tài mà nó làm cho anh bị lùi sụp rất là nặng về thiện pháp. Có những cái đề tài mà mình bàn riết với con người bị hư đi, bị hỏng đi, mình phải nhìn nhận là có. Có những đề tài, có những người mà mình tiếp xúc với họ riết, mình đổi tánh. Thì mình đang rộng, mình trở nên hẹp, mình nhỏ mọn, ích kỷ, keo kiệt, bụng sinh. Rồi có những người khi mình tiếp xúc với họ, mình trở nên nóng tính hơn, mình bận tâm chuyện nhỏ nhặt hơn. Rồi có những người khi mình tiếp xúc với họ, tự nhiên cái niềm tin của mình đối với tâm bảo nó phai nhạt dần, mình cũng hay phai nhạt bằng cách nào là mình không thấy quan trọng nữa. Có chuyện đó có. Cho nên nó là càng lớn mình thấy cái tiếp lực nó dễ sợ. Là bữa nào quý vị thử để ý mình ngồi đó, mình đi vào chùa, mình đi đến nhà của người quen, mình ngồi hẹn nhau, mình nói chuyện tào lao, ngồi người mình nó mệt lắm. Mình có tập mình có cái gan thấy tào lao đứng dậy liền, phải tập cho mình có cái gan. Còn cái hoàn cảnh nào mà không thể lìa khỏi chỗ đó thì mình tìm cái việc gì đó mình làm, nhưng mà tối thiểu là đừng có tham dự, tối thiểu đừng tham dự, nó tham dự. Mình cứ đi thì mình nói chuyện tào lao, nhanh gọi là nó ra chuyện gì, dứt khoát không tham dự sân. Rồi tiếp theo là cái bài kinh Anuruddha. Và đến nay tôi cũng ớn, mà tôi không biết bài kinh này bài giảng, bài này bài giảng hết rồi nữa. Bài kinh được đưa đến không có gì kinh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Không được rồi, không được. Nghe giảng hết rồi. Nghe giảng Anuruddha rồi nghe. Nhiều lắm, còn là cái chục bài nhiều lắm. Tôi làm lèo thì được, nhưng mà coi như quý vị mất bài ráng chịu, bởi vì nó có nhiều chuyện để nói nha. Những cái chuyện Anuruddha này này cũng là chuyện đặc biệt, là cái vị thiên nữ ở đây đấy, là trong chú giải nói rằng là Anantari ngay kiếp sống trước đây, ngay kiếp sống trước cái kiếp này, trước kiếp chót cái ngày đó, trước kiếp chót của ngài hả, thì bà là vợ của ngài, cho nên bây giờ đó phải gặp lại bà rất là thương, thương mãnh liệt. Tiếng Pali gọi là Palawa, Palawa Sini ha, tức là cái tên mãnh liệt, bà thương lắm, cho nên nó là bả mỗi ngày đó, bả là phi nhân, nhưng mà mỗi ngày đó bả quét dọn cái phòng của ngài, rồi bả cúng dường thức ăn cho ngài. Ngày ngày cũng đi bát bình thường, nhưng mà cái phần nào bả cúng thì cúng, mà phần nào ngài đi bát thì đi, đại khái như vậy. Và bả cúng dường y giáo cho ngài bằng cách nào, là bả dùng thần thông nó tạo ra những tấm vải. Thời xưa nó khác bây giờ nha. Thời xưa là bây giờ thì mai y cho nó sư sẵn rồi. Xưa đó là phần lớn là cúng giải, bởi vì vì sao là vì tại sao tôi nói phần lớn, bởi vì cũng có được hậu mai y nhưng mà hiếm, bởi vì cái kích thước của cái chiều cao của mỗi vị khác nhau, cho nên tốt nhất là chỉ cúng giải và chư tăng rồi đó. Cái chỗ này phải ghi này, chư tăng ngày xưa đều phải biết mai vá y áo cho mình, truyền thống của
của ngài mấy ngày tại sao tôi chưa cần tôi ghi là bởi vì cái này là tôi cố ý tôi muốn quý vị nhớ. Hôm nay thời buổi computer bữa nay hình như nó lên tới iPhone 6 rồi phải không? Những nó lên iPhone 6 rồi, đúng. Nghĩa sợ hôm nay lên iPhone 6. Và sáng nay tôi đọc online thì Mỹ họ báo cho biết là trong vòng 10 năm nữa thì người ta đã có thể tổ chức du lịch trên mặt trăng. Nha, 10 năm nữa có thể tổ chức du lịch mặt trăng. Và 10 năm nữa thì cái chuyện mà bà con rung rung này nè để dành tiền á, thì trong vòng 10 năm nữa là nếu mình có là, trước đây đó thì phải có sức khỏe thiệt là tốt mới đi mới làm phi hành gia lên trăng, nhưng mà sau này đó thì đừng tệ quá thôi, đừng tệ quá thì cũng phải đi trăng được, lên trăng được. Thứ hai là sau này đó, trong 10 năm nữa thì cái chuyện mà mình qua đêm ở dưới chỗ sâu nhất của Thái Bình Dương, của biển chỗ sâu nhất không khó khăn. Bây giờ thì nhiều lắm mình đi cruise trên mặt biển tháng hai tháng thì thôi, hoặc là có thể lặn trước đỉnh rồi chơi 1-20 phút vậy thôi, nhưng mà rất là hiếm thôi, là trên thế giới hiếm là có mà hiếm là mình có thể mình dạo chơi dưới biển như tàu ngầm hay là tàu ngầm dân sự á, tàu ngầm du lịch á. Nhưng mà trong 10 năm đó lại nữa đó thì cái gì đi nữa thì mình biển rồi biển đáy biển rồi mặt trăng là chuyện nhỏ xíu. Nhưng tại sao tôi nói lạc đề như vậy, vì tôi đang muốn nói chuyện khác, đó là trong thời buổi văn minh như vậy mà các cái thiền viện mà trong cái truyền thống của ngài Ajahn-cha đó, chư tăng đều phải biết may y, cắt y, nhuộm y theo cái phương pháp thủ công. Có nghĩa là 2-3 vị đứng căng ra rồi cái chọt cái kéo vô, đi một đường kéo lả lướt như là mấy cô vậy đó, xong rồi bắt đầu mới tính toán, tính toán bây giờ thì trong cái y nó có bao nhiêu ô, có bao nhiêu điều, cái nào dài cái nào ngắn, rồi cắt ra xong rồi mai xong rồi bắt đầu nhuộm là mua thuốc nhuộm về nấu là nước sôi rồi giọng nó vô rồi nhúng lên nhúng xuống. Đến bây giờ hôm nay văn minh nhìn thế giới như vậy đó, mà chỉ đang trong đường thống ngày vận mạnh như vậy, và cái chuyện đó nó có tới 1001 cái hay. Thứ nhất là nó dạy cho chúng ta một cái tay nghề để mai này bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể tự may y cho mình, bởi vì chỉ cần có vải thôi. Và các vị biết cái y của chúng tôi đó, thấy nó to, thật ra nó là phải vụn. Bữa nào mượn cái quý vị mượn sư nào mà thân đó, cho mượn coi thì mở ra cho coi, chứ mình không cần đụng nữa, mở cái cổng đi ra cho coi, trong đó toàn là vải vụn không à. Thì mình ông sư mình có phải có khả năng đó, may rồi nhuộm phải có khả năng đó. Và tôi xui, tôi không có phước, nhưng nó lại là cái hay. Tôi ở bên, tôi rời Việt Nam năm nay là 16 năm, mà đặc biệt là 4 chỗ ở tôi đều không có máy giặt. 4 chỗ nó đặc biệt như vậy, nó siêu sao, nó siêu cấp như vậy, nó khiến cái gì mà cả 4 chỗ ở tôi. Nhưng cả bây giờ tôi về Thụy Sĩ rồi, bây giờ chỗ ở hiện tại là bên Đức, không có chỗ nào có máy giặt hết. Tôi giặt tay thôi à, tôi giặt cái đơn cái sinh trong cái bồn lavabo á. Cho nên là tôi nhiều nghề lắm, ví dụ như bây giờ tôi có cái nghề nhuộm nữa. Tôi bên đây tôi mình chỉ đang đây để mặc y, không có để vài tầng bên đó lạnh ấy, nên phải cần cái áo tay dài. Còn bên đây quý vị biết mai là mai không nổi, mà nhà đông nước mai thì nó thẳng là ai đem ra cho mình, mà đem về Mỹ thì có người chứ đem được cho Âu đâu ai đem. Thế là tầm bèn quan lâm mấy cái tiệm đồ cũ, cái t-shirt mà tay dài là mình dần cắt cổ đẹp cực kỳ. Và tôi tự nhiên tôi cũng thấy mấy cái t-shirt mà cái màu sáng mà có thể nhuộm được đó, bây giờ tôi cắt cái cổ với nào có gì thử thì kiếm cái t-shirt nào vì cắt cổ nó đẹp vô cùng, nó đẹp hơn tất cả những cái mà Phật tử may với mấy ông sư này. Phải nói như vậy, cắt cái cổ lạc ấy, cắt cái đó đi đẹp lắm, mặc đảm. Rồi tôi mới đi ra cái ông là Thụy Sĩ nước bán mấy màu đẹp lắm. Tôi về thì tôi nói nó có ghi sẵn, một là du nhuộm bằng thủ công, là nấu là nước sôi 40 độ, ngâm trong đó tối thiểu 2 giờ đồng hồ nha. Còn hai nữa là du bỏ vô trong cái máy giặt á, mà đặc biệt máy giặt thì để cho nó quay càng lâu, mình chọn cái chế độ càng lâu càng tốt. Mà cảm giác mà ở giữa cái xứ sở văn minh này mà nhuộm tay một món đồ nó đã làm sao đâu. Cách đây 2 tuần tôi ra, tôi đích thân tôi đi mua vải, bởi vì tôi lúc này tôi mặc y mờ biết gì,
mà xưa giờ Phật tử cho tôi yên bằng Thái Lan, mà bây giờ tôi mở bây giờ miếng gì mà yên miếng gì thì họ bán nhất yên miếng quẩn, có nghĩa là ở trên cái vai trái dưới cái gì nào mà yên nội mặc rất là hao, mình mặc mỗi ngày nó hao lắm. Thế là tôi ra tôi mua vải về, tôi nhờ người quen họ mai giùm tôi, mai cái màu nhĩ để mình dùng lại, đã vô cùng cái cảm giác đặc biệt lắm. Đấy, sở dĩ mà tôi nói lạc đề là bởi vì tôi muốn nói đến cái bệnh kinh Nuruta này. Thì cái bà thiên nữ này nè, bà mới cúng dường ngay ngày bằng cách là bà mới tỏa hiệu hóa hiện ra những trong đây kêu là Đức Bà Đúc, tức là vải trời, Đức Bà Đúc sao, vải trời. Cái này mình kêu sao ta, cái này mình, sao tôi lúc này tôi già dữ lắm mà, vải trời đó. Thì bà, tại sao tôi hay chua mấy cái chữ này đi, tôi nghĩ trong đây có nhiều người tiếng Việt không có giỏi, tôi nghĩ như vậy, chứ các vị đừng có nghĩ lý do khác, tại tôi nghĩ nhiều người tiếng Việt không có giỏi. Thì bà mới tạo ra những vải đẹp cho nên bà đem nó liền, trong đó trong đây kêu là Sankara, Sankarakuta, cái đống rác. Và tại sao tôi phải ghi những chữ này để cho bà con học, bà con học chứ bà con có quyền biết mấy chữ này, chữ hay à. Cái món mà khi mình nói đầu đà là sao? Mình nói đầu đà cứ là lượm mấy miếng vải, mới gọi là đút xa, là vải. Rồi cái nghĩa trang là xú xa đó, là vải mà liền ở ngoài, xú xa đó là nghĩa địa đó, nghĩa địa. Còn cái sang gà rác cũng đó là đất rác. Thì trong đây còn ghi rõ thêm đó là miếng vải đó là đồ vất đi đó, đồ vất đi, đồ vất đi. Cái chữ nó dài lắm, tức là nó kêu là Makita, Makita Dusa, hoặc là Kilita Vata, tức là vải nhơ nhớp. Rồi trong đây mới nói là Uchara Pasawa Pangsupat bằng số mắt sẽ cách mà đà nữa chứ, có nghĩa là cái vải mà dính phân, dính nước tiểu, nó dính máu rồi đó. Thì em mới đem về mới giặt, nhưng mà dĩ nhiên chỉ được chỉ nên lụm, nên nhặt những cái vải nào mà mình về mình nhuộm được, chứ còn mà nó màu đen hoặc là màu xanh sẫm là hoặc là màu đỏ đậm là chết nha, được lựa cái màu là mình về mình biến cải nó được đó. Thì cái thiện nguyên thủy là như vậy đó, chị cái nguyên thủy là phải có cái gan mà xài cái vải như vậy đó, về chính tay mình giặt. Mà chính Đức Phật cũng từng chính tay ngài lấy miếng vải bó sát của một cái cô nô lệ mà người ta luyện đồng trình ấy bỏ đó, chính tay ngài nhặt cái đó, người ta ngài giặt, giặt về ngài đưa ngài nang mai ngài cái y. Và chính cái y đó đó sau này khi mà ngài gặp ngài sách ngày ngày cái giết đó, thì ngài mới cho. Để ngài biết ngài cái giết với cái lá y mà ngài cho này sẽ là một cái nguồn động lực tác động để ngài trì hạnh đầu đà. Bởi ngài biết cái vị này có cái hạnh đầu đà, mà bây giờ thêm một cái giọt nước càng ly kích động vị này, sao chứ kích động nó hơi nặng mà khích lệ sắp thắng vị này. Giống như mình thấy người ta hiếu học thì mình tặng người ta cái viết, mình tặng người ta cái cuốn sách gì đó, cuốn từ điển ví dụ như vậy đó. Thì ngài trao cho ngài vị này cái y mà chính tay ngài giặt á. Thì cái vinh dự này quý vị mới biết rằng trong tam giới thì chỉ chắc đến đầu ngón tay thôi. Giống như trong đời Thế Tôn 45 năm chỉ có một người duy nhất mà Đức Thế Tôn tiễn họ một đoạn, đó là ngài Xá Lợi Phất. Khi mà ngài Xá Lợi Phất đến từ biệt ngài xin Niết Bàn thì ngài nói rằng hãy thuyết pháp cho đại chúng một lần cuối đi, và ta sẽ không bao giờ còn gặp một người đệ tử nào giống như Xá Lợi Phất nữa. Sau khi nói chuyện xong rồi, Thế Tôn đứng dậy, Thế Tôn nói rằng để ta tiễn ngươi đi một đoạn, đó là người duy nhất mà tôi được đọc thấy trong kinh, duy nhất chỉ một lần và chỉ một lần thôi. Thì trường hợp thứ hai đó là chính tay Đức Phật nhặt lấy và giặt giũ một tấm vải dơ, chính tay ngài làm chuyện đó. Rồi ngày về ngày không có mai, ngày giao cho ngày hôm nay, mà bởi vì vị Phật thì trong cái phong phạm của một vị Phật thì không có làm chuyện đó, nhưng mà ngài có giặt, chính tay ngài có giặt một tấm vải rồi về đưa cho ngày hôm nay, ngày mai ý cho ngài, chứ không phải đưa cho cư sĩ này. Mà chính một vị chánh đẳng giác đem đi giặt, rồi một vị sơ quả mà tu trăm ngàn đại kiếp ngồi mai, chính Đức Phật mới cầm cái y đó, ngày mặc, ngày mặc chứ, ngày mặc cái y đó, rồi sau đó ngày lấy cái y đó ngày đổi,
đổi chứ không phải là cho không, mà là đổi. Đổi với ngài, ngài cái gì, ngài khen. Các vị nghe cái chuyện này, người mà người bình thường với mình nghe rất khó chịu, nhưng mà tôi rất là thích câu chuyện đó. Ngài khen ngài đó, lá y của cái gì rất là đẹp. Rất là đẹp. Thì ngài cái gì mình nghe ngài vui, rất là vui. Ngài nói Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy nhận lấy lá y của con. Hãy nhận lấy lá y của con. Đức Thế Tôn nói nếu như vậy thì ta sẽ đổi cho cái giúp lá y của ta. Thế là thầy trò đổi y nhau. Rồi Bắc Tông từ đó họ mới thổi ra là trao truyền y bát, rồi chánh pháp, nhãn tạng, người ta muốn ta la ha. Chỉ còn hình ảnh rất là đẹp, rất là đẹp. Những cái phần kể 9.000 mã lời, người nói lá y của cái giúp rất là đẹp. Thì ngày cái giúp đến xin Thế Tôn hãy vì lòng bi mẫn mà nhận lá lá y của con. Mình nghĩ trong vòng luân hồi mà mình có gì mà mình được một vị Phật mà ngỏ lời như vậy thì nó chết cũng cam. Phải nói là mình chết cũng cam. Chết cũng cam. Ok. Thì cái vị tiên nữ này nè, cứ là cứ lẩn quẩn giúp đỡ, lãng vãng giúp đỡ ngài. Nhưng mà một ngày kia thì ngài thấy đã đến lúc, đã đến lúc phải nhắc nhở. Đã đến lúc nhắc nhở thì ngài mới nhắc nhở cổ như là mình thấy đó. Nhưng mà trong tính tạng thì nói như vậy, nhưng mà trong trong gì đấy, trong chú giải thì có nói thêm, trong chú giải có nói chỗ này, từ là ngài nghĩ nguyện như vậy nữa và ngài chờ dịp. Thì cái bữa đó cổ mới đến, cổ gặp ngài, cổ nói thưa ngài, ngài cần cái gì, ngài muốn cái gì thì con cũng sẽ tạo ra cho ngài. Ít chi tiết chi tiết. Whatever you like. Ít chi là bất cứ cái gì, bất cứ cái gì, bất cứ cái gì mà ngài muốn thì con cũng quá hiện ra cho ngài. Thì ngài mới trả lời thế này: hãy biến mình thành từng, hãy xuất hiện bằng nhiều cái màu sắc khác nhau. Thì cổ nghe thì cổ mừng lắm, cổ mừng lắm. Thế là cổ dĩ nhiên là cổ là có thần thông mà, cổ rùng mình một cái thì cổ xuất hiện trong một cái bộ trang phục màu vàng, nữ trang màu vàng, giày dép cái gì cũng màu vàng. Rồi cổ mới trộn lại rồi màu xanh, rồi pha màu tím, màu hồng, màu đỏ, hồng phấn, vàng chanh, màu vàng anh, màu mỡ gà, màu hồng phấn, tất cả các màu. Nhưng mà khi cổ làm như vậy thì cổ mới nhìn ngài này, cổ thấy ngài nhắm nghiêng đôi mắt. Ngài kêu gỗ thầy, cổ hỏi về ngài muốn cái gì thì ngài nghĩ rằng đã đến lúc rồi, đã đến lúc rồi. Thì ngài nói thôi bây giờ ngươi hãy tự hóa hiện ra thành nhiều màu sắc khác nhau. Mà nãy ngươi hỏi ta nó muốn cái, muốn màu sắc gì, ít chi tiết chi tác. Bây giờ ta nói là ngươi muốn miếng màu gì, ngươi miếng toàn làm các màu sắc sai biệt. Thì ngài nói như sao, ngài nhắm mắt. Thì trong đây mới giải thích, thế là trong đây mới xài cái chữ gọi là Thero Indriya Nị. Thero là ngài đó, Thero Indriya Nị Ốc Kỳ Bị, tức là trưởng lão đóng kín các căn, dịch sát đó, dịch dịch sát cho mấy cái người mà theo cái trường phái mà ôm chữ, ôm từ điển mà dịch cho thì dịch vậy đó. Trưởng lão đóng kín các căn, nghĩa là sao, là ngài coi như ngài cứ nhắm mắt lại và không mang gì hết. Thì cô thấy như vậy thì cô chán, cô thấy vậy là cô chán, là cô thấy cô chán, cô thấy là nít xiné hăng qua cái chỗ này bắt buộc là phải làm mất thời gian bà con. Xiné hăng qua rồi cái gì nữa, xâm tha văn qua rồi cái gì nữa, á lát phát ma nè rồi cái gì nữa, á lát phát ma nè. Cái chỗ này mới hay nè, nít bình đi toa gần chỗ mà, có nghĩa là cổ thấy
Sine hàng hòa xâm tới văn hòa ở lá phàm mà Ngài cũng thấy Ngài không có thương gì mình, mà Ngài cũng không muốn gần mình, thấy không được gì hết. Alakamana thấy không được gì hết, không được gì hết, khi mà không được gì hết, không được ngày thương cũng không được ngày ngày, còn cái sông Thái Văn là cái sự mà tiếp xúc không có, không được gì hết. Nít bên dưới toa của nhàm chán, có thấy chán, thấy chán nản, gần tu ma đó lập tức bỏ đi, bỏ đi thì ra sao cũng không có lui tới nữa. Thì người ta tới mình là mình không có mở cửa, thì khách nào đó họ cũng bỏ họ đi. Một trong những cách tự vệ tốt nhất của Sa Môn đó là đóng cửa. Và đóng cửa đây không có nghĩa là xô đẩy, từ chối, xua đuổi người ta, mà là cái thái độ của mình thì tự nhiên làm ta chán. Thì trên Facebook hoặc là email hoặc là phone mà người ta liên lạc mình hoài, người ta thấy mình đấm đơ đấm trách thì tự nhiên người ta cũng buông. Còn mình có qua có lại thì tự nhiên nó mới là dằn dai. Nói dằn dai chứ còn ông Napoleon ông nói một câu, ông nói là trên chiến trường tiến tới mới là thắng, mà rút lui đôi khi thường khi là thua. Nhưng mà trong tình trường rút đi thường, bỏ đi rút lui thường là thắng. Ông nói rất là hay, trên chiến trường thắng là tiến tới, mà rút lui thì thường là thua. Còn trong tình trường thì rút lui thường là thắng, mà tiến tới thường là thua. Thấy câu nói hay. Bởi vì phải nói cho cùng, mình thương nhau, mình đến với nhau là do mình không hiểu nhau, mà lại tưởng lầm là đã thuộc về nhau. Chứ nếu mình biết nhau rõ mười mươi, biết nhau rõ mười mươi thì biết cho đến đầu đến đũa đó, thì coi như còn gì nữa mà thương. Dĩ nhiên các người nghĩ là tôi đạo đức giả, nhưng mà tôi phải nói thế này, có lẽ là do tôi bị khiếm khuyết rất là nhiều thứ, và tôi có rất là những cái mặc cảm, và cái đó cũng là cái lợi thế của tôi, và cộng với tánh đa nghi tôi cũng tin ai hết. Tôi khi nói tới tình cảm nam nữ, nếu có người, tôi không nói tôi chỉ nói người khác, nếu có người, một vị sư nào muốn hoàn tục mà tới hỏi tôi, hoặc là một anh thanh niên phật tử mà tới hỏi ý tôi là muốn tiến tới với một cô nào đó, thì tôi sẽ không có nhắc cái vấn đề mà tu hành giải thoát rồi bất tịnh rồi quán tưởng, tôi không thể nhắc mấy cái đó trong kinh có rồi, mà tôi sẽ nhắc theo kiểu của tôi, đó là thương người ta được bao lâu, người ta không kịp chán mình thì mình cũng chán người ta. Tôi chỉ nói một câu đó thôi nha. Du thì du chỉ du đẳng nhất, du có nghĩa là sư hoặc là âm, du nghĩ đi, du thương người ta được bao lâu, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, tôi không hề tin trên đời này có một cái sự thủy chung. Tôi biết nói như vậy thì nó hơi lạc đề, nhưng mà nó nội dung nó liên hệ tới bài kinh này. Tôi không tin cái sự thủy chung. Người ta thủy chung với mình chẳng qua là vì không có hoàn cảnh thích hợp, không có điều kiện như ý thôi. Chứ cái khả năng ngoại tình tôi nghĩ rằng rất lớn, rất lớn. Mặc kiếp mình cứ nhìn mình đi, mình cứ muốn cái người của mình thủy chung với mình, nhưng mình tự hỏi lòng mình, cái khả năng thủy chung mình được bao nhiêu. Tự hỏi lòng mình một cách can đảm mà sáng suốt, bình tĩnh, tự hỏi lòng mình và tự trả lời cái khả năng mà thủy chung của mình được bao lâu, mình được bao nhiêu. Khi mình tự trả lời rồi thì tự nhiên mình thấy rằng cái khả năng mà thủy chung của người kia nó chỉ là một ảo vọng không tự. Mà nếu như vậy thì lấy nhau làm cái gì? Lấy cái người mà đủ sức làm cho mình ghen thì quá khổ, mà lấy cái người không đủ sức làm cho mình ghen lấy làm chi? Đấy, đấy, cho nên cái tu hành là gì? Tu hành là không có sở hữu cái vật nào, không đi tìm đến cái vật nào mà mất rồi đủ làm cho mình đau lòng. Mà nếu mà chỉ sở hữu những vật mà nó không đủ để làm cho mình đau lòng khi nó bị hư mất thì sở hữu làm cái gì? Nó không đáng. Cái nghĩa là chỉ nên sở hữu là để làm phương tiện thì được. Chứ còn nếu mà có cái lòng mình mà chiếm hữu lòng của thì tự hỏi lòng mình, mình tu hành nội cái thân, cái mạng, cái xác này đó là mình đã mất bao nhiêu thời gian để lo cho nó. Bây giờ mình phải dành thời gian mình lo cho cái nhà, cái xe, cái máy, cái này, cái nọ, nó rất là mệt, phải nói như vậy. Cho nên là sở hữu một cái vật nào mà nó đủ sức làm cho mình khổ thì sở hữu làm cái gì? Mà sở hữu một cái vật mà nó không đủ để làm cho mình khổ thì sở hữu làm cái gì? Lấy một người mà đủ sức làm cho mình ghen ấy, thì thảm quá.
nếu mình ăn thì mình suốt ngày cứ đi theo nghĩ hoài. Tôi phải nói là tôi vô cùng thành kính và cộng với chuyện phân ưu với những cái cặp mà tôi nhìn thấy bên Mỹ và bên châu Âu, sáng sớm mà vợ đi làm một nơi, mình chồng đi làm một nẻo, tôi không có hỏi nhưng mà trong lòng tôi thắc mắc dữ lắm. Tôi thắc mắc không biết họ còn thương nhau không, bởi vì nếu là tôi không thể nào mà tôi đành lòng để cho bà xã tôi mới đi làm ở một cái nơi suốt ngày mới gặp thằng nào đó tôi không biết, cái chiều mới về mới mượn cớ là bà mệt thì nó rồi cái bà ngủ riêng, ví dụ như vậy. Và bà về bà không thèm dòm mặt tôi là bắt đầu tôi nghĩ là bậy rồi. Và tôi không biết họ còn thương nhau hay không, mà tại sao họ có thể sống xa nhau hay quá. Cho nên ở đây phải nói là trong tinh thần tu học, tôi người tu hành y chang như vậy, có nghĩa là mình sở hữu một cái vật mà nó có thể làm cho mình khổ thì mình sở hữu làm cái gì, mà sở hữu một cái vật không đủ sức làm cho mình khổ thì xét lại đi nghe. Ok, như vậy là xong bài kinh Anuruddha. Xong bài kinh Anuruddha. Tôi nhớ tôi có hai câu: phải đâu ta sợ chi tình, phải đâu ta chi tình, chỉ lo tình phụ nên đành vô tâm. Xin đảnh lễ cho Tùng Đức, xin chào các vị Phật tử. Hẹn nhau ngày thứ... bữa nay thứ mấy hả? Bữa nay là thứ... thứ năm hả? Dạ rồi, hẹn nhau ngày thứ bảy.